Chương 13, đứa trẻ nhạt được, đi thế này thời gian trôi qua rất nhanh, sắp đến lúc chủ tôi được ra khỏi nhà tù. Đó là một nguồn vui, đồng thời lại là một việc làm cho tôi bối rối. Càng đi xa tỉnh Tô Lô thì ý nghĩ ấy càng làm cho tôi bứt rứt. Đi thuyền như thế này thì thật là thú vị, chẳng vất vả mà cũng chẳng lo âu. Nhưng mà rồi đây lại phải đi bộ ngược trở lại chặng đường đã vượt qua dưới nước. Cái đó sẽ ít thú vị hơn, không còn giường êm, không còn bánh kem bánh ngọt, không còn những buổi tối ngồi quanh bàn nữa. Cái điều làm cho tôi xúc động sâu sắc hơn nhiều là phải xa lìa Arthur và bà Milligan. Phải từ bỏ tình thương yêu của những người ấy, phải mất họ cũng như đã mất má Barberin. Vậy ra tôi chỉ yêu thương và được yêu thương để rồi phải xa lìa một cách phụ phàng, những người tôi cứ muốn sống suốt đời bên cạnh. Không có cách gì có thể đoàn tụ họ lại được sao? Niềm băn khoăn này là đám mây mù độc nhất lờn vờn trong những ngày rạng rỡ ấy. Rồi một hôm tôi quyết định nói với bà Milligan cái điều làm cho tôi bận lòng và cũng hỏi bà xem muốn trở về thành phố Tulu thì phải đi mất bao nhiêu ngày đường. Tôi muốn đứng đợi chủ tôi ở trước cổng nhà lao lúc chủ tôi bước ra khỏi cổng. Nghe thầy nói tôi đi, Arthur à, la lớn, tôi không muốn cho anh Remy đi đâu, tôi trả lời cho nó biết rằng tôi không được tự do về thân thể, tôi thuộc quyền chủ tôi. Bố mẹ tôi đã đem tôi cho thuê cho nên tôi phải tiếp tục theo giúp việc chủ tôi khi ông cụ cần đến. Tôi nói đến bố mẹ tôi nhưng không nói rõ là không phải bố mẹ đẻ. Vì nói như vậy thì lại phải thú nhận rằng tôi chỉ là một đứa trẻ người ta bắt được đem về nuôi. Mẹ ơi, phải giữ Remy lại, Arthur nói tiếp, ngoài việc học hành ra, Arthur được bà mẹ nuông chiều, nó muốn xoay bà thế nào, bà cũng xuôi theo. Bà Milligan trả lời, mẹ cũng rất sung sướng nếu giữ được anh Remy ở lại. Anh mến anh ấy và chính mẹ cũng yêu quý anh ấy lắm. Nhưng mà muốn giữ anh ấy ở lại với chúng ta thì phải có đủ hai điều kiện mà anh ấy cũng như mẹ, chúng ta không thể định đoạt. Điều thứ nhất là Remy muốn ở lại với chúng ta. Ồ, Remy muốn lắm chứ, Arthur ngắt lời, có phải không Remy? Anh không muốn trở về Tulu chứ, điều kiện thứ hai, bà Milligan nói tiếp không đợi tôi trả lời, là ông chủ anh ấy có bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của ông ta đối với anh ấy. Hỏi Remy, hỏi Remy cái đã. Arthur theo đuổi ý nghĩ của nó, ngắt lời mẹ. Cụ Vitaris đối với tôi là một ông chủ tốt, điều đó đã hẳn. Tôi biết ơn ông cụ đã chăm sóc tôi và dạy tôi học tập. Nhưng tôi không thể so sánh cuộc sống bên cạnh chủ tôi với cuộc sống mà bà Milligan dành cho tôi. Mặt khác, tôi thú nhận như thế này không phải là không hối hận, không chỉ đem so sánh tình yêu thương mà bà Milligan và Arthur đã gây nên trong lòng tôi. Khi tôi nghĩ thế tôi tự bảo rằng tôi yêu chuộng những người xa lạ mới quen ấy hơn cụ Vitalis, là một điều không tốt. Nhưng dù sao việc nó như thế đấy, tôi yêu thắm thiết bà Milligan và Arthur. Bà Milligan lại tiếp trước khi trả lời, anh Remy còn phải suy nghĩ, mẹ không hứa với anh ấy chỉ một cuộc sống có vui chơi và du ngoạn, mẹ còn hứa cả một cuộc sống lao động nữa. Anh ấy phải học, phải chịu khó, phải cặm cụi đèn sách, phải theo dõi Arthur trong việc học tập. Anh Remy cần cân nhắc giữa cái lối sống đó với cảnh sống tự do trên đường thiên lý. Thưa bà, không phải so sánh cân nhắc gì nữa, tôi nói, những việc bà đề ra đó cháu thấy đối với cháu rất hay. Đấy mẹ xem, anh Remy sẵn lòng mà." Arthur reo lên như vậy rồi vỗ tay. Rõ ràng là tôi vừa làm cho Arthur hết lo sợ. Khi mẹ nó nói đến học tập và sách vở, tôi thấy nó lo lắng ra mặt. Nếu tôi từ chối thì sao? vốn dĩ nó ngại sách cho nên nó lo tôi cũng ngại sách mà từ chối chắc nó lo tợn lắm may sao tôi lại không sợ cái thư ấy sách không những không làm cho tôi hoảng mà còn quyến rũ tôi thật ra thì tôi mới biết đến sách ít lâu nay thôi những sách đó làm cho tôi thích thú hơn là phiền lòng cho nên đề nghị của bà milligan khiến tôi rất sung sướng tôi hoàn toàn thành thật khi tôi cảm ơn bà về lòng hào hiệp đó nếu cụ Vitalis đồng ý thì tôi không phải rời bỏ chiếc thuyền thiên Nga này, tôi sẽ không phải từ bỏ cuộc sống dễ chịu này, tôi sẽ không phải lìa Arthur và mẹ nó. Bà Milligan nói tiếc bây giờ chúng ta còn phải được ông chủ anh ấy đồng ý, mẹ sẽ viết thư cho ông cụ để mời ông cụ đến gặp chúng ta ở thị trấn Sét, vì chúng ta không thể quay trở lại Tulu được. Mẹ sẽ gửi tiền tàu cho ông cụ và cắt nghĩa cho ông cụ rõ tại sao chúng ta không đi xe lửa đến được mẹ hy vọng ông cụ sẽ nhận lời mời của chúng ta mà đến đây. Nếu ông cụ đồng ý lời đề nghị của mẹ thì chúng ta chỉ còn phải thỏa thuận với bố mẹ Remy nữa thôi, vì cũng cần phải hỏi ý kiến họ. Cho đến lúc đó, câu chuyện diễn ra rất vừa ý tôi y như có một bà tiên nhân hậu đã đụng chiếc đũa thần vào tôi. Nhưng mà những lời sau cùng đã vũ phàng kéo tôi từ cõi mộng trở về thực tế buồn tênh. Hỏi ý kiến mẹ tôi ư, chắc chắn là bố mẹ tôi sẽ nói cái điều mà tôi muốn giấu tôi là đứa trẻ mà người ta nhặt được sự thật ấy sẽ phơi trần thế là arthur có thể là bà milligan sẽ không nhận tôi nữa tôi rụng rời thẳng thốt bà milligan ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi han tôi nhưng tôi không dám trả lời câu hỏi của bà bà tưởng tôi bối rối vì ông chủ sắp đến nên không hỏi nữa cũng may mà sự việc xảy ra vào buổi tối trước giờ đi ngủ một chút chẳng mấy chốc tôi đã thoát khỏi con mắt tò mò của arthur Tôi đi về phòng vừa lo ngại vừa suy nghĩ lung tung. Đây là đêm thao thức đầu tiên của tôi trên thuyền thiên Nga. Phải nói rằng tôi trần chọc quá đỗi, cứ chập chờn trong mộng mị và thấy đêm dài mãi như không muốn sáng ra. Làm gì bây giờ, và nói thế nào đây, tôi chẳng tìm ra cách nào cả, sau khi đã cân nhắc lại hàng trăm lần những ý nghĩ giống nhau, chọn những cách giải quyết trái ngược nhau. Cuối cùng tôi dừng lại với cách tiện nhất và tầm thường nhất là không làm gì cả và không nói gì cả tôi sẽ mặc cho sự việc diễn ra thế nào thì hay thế ấy vì không thể làm gì hơn có lẽ cụ vitalis không chịu rời bỏ tôi ra trong thâm tâm đang dàn vặt dữ dội tôi vừa mong vừa sợ sự việc xảy ra như vậy trong trường hợp ông cụ không nhận lời tôi sẽ ra đi và khỏi phải nói sự thật tôi sợ sự thật ghê gớm sợ bị phát giác đến nỗi phải thiết tha mong mỏi ông cụ Vitalis không nhận lời bà Milligan và hai bên không thể thỏa thuận về tôi. Như thế thì hẳn tôi sẽ phải xa Arthur và bà mẹ nó, xa luôn và không bao giờ được gặp lại nữa cũng nên. Nhưng được cái là họ sẽ không giữ những kỷ niệm xấu về tôi. Viết thư cho chủ tôi ba ngày thì bà Milligan nhận được thư trả lời. Cụ Vitalis cho biết vắn tắt là cụ ấy lấy làm hân hạnh đáp lại lời mời của bà Milligan và sẽ đi chuyến tàu hai giờ đến tỉnh Seth vào thứ bảy tới. Tôi xin phép bà Milligan ra đón ông cụ. Tôi dắt cả đàn chó và con khỉ Joliker cùng đi, mấy con chó có vẻ lo ngại như đoán biết có việc gì xảy ra. Con Joliker, thản nhiên như không, còn tôi thì rất xúc động, biết bao xung đột đã diễn ra trong đầu óc rốt nát của tôi. Tôi đứng ở một góc sân ga tay giữ xích ba con chó và ôm con Joliker trong áo vét. Tôi đứng chờ nhưng chẳng nhìn thấy gì xảy ra xung quanh. Chính mấy con chó báo cho tôi biết tàu tới và chúng đã đánh hơi thấy chủ chúng tôi. Đang đứng yên thì tự nhiên tôi thấy bị lôi về phía trước. Vì không đề phòng nên tôi không giữ được mấy con chó lại. Chúng nó vừa chạy vừa vui vẻ sủa vang, liền ngay sau đó tôi thấy chúng nó nhảy nhót sau lưng cụ Vitalis. Cụ vẫn mặc bộ quần áo thường ngày, nhanh chân hơn mặc dù không mềm dẻo bằng các bạn. Con Capi nhảy tót lên tay chủ, còn con Zepino và con Donche thì quấn quýt bên chân. Đến lượt tôi lại gần, cụ Vitaris đặt con Capi xuống đất ôm chặt tôi vào lòng. Lần đầu tiên cụ hôn tôi, cụ nhắc đi nhắc lại mãi, chào anh bạn thân mến, 13, chủ tôi không bao giờ khắc nghiệt với tôi, nhưng cũng không hay vuốt ve mơn trớn. Tôi chưa quen với cảnh tỏ tình bồng bột ấy, tôi cảm động đến rớt nước mắt vì lúc bấy giờ lòng tôi dễ xe lại mà cũng dễ mở ra. Tôi nhìn ông cụ, tôi nhận thấy ở trong tù ông cụ đã già đi nhiều. Lưng cụ còng xuống, mặt cụ xanh đi và môi cụ nhợt nhạt. Thế nào, ông cụ nói, cho thấy ông khác xưa lắm phải không? Nhà tù là một chỗ nghỉ chân không tốt và buồn chán là một bệnh nguy hiểm. Nhưng từ giờ thì sẽ khá hơn, rồi cụ chuyển sang chuyện khác. Cụ nói, thế cai bà viết thư cho ông, cháu làm thế nào mà quen bà ấy? tôi bèn kể cho cụ nghe tôi gặp chiếc thuyền thiên nga như thế nào và vì sao từ đó tôi ở với bà milligan và con trai bà tôi thuật lại những điều ấy với ông cụ câu chuyện của tôi đã dài tôi lại còn cố kéo dài vì sợ phải kể đến đoạn cuối phải nói đến cái việc làm tôi sợ hãi giờ thì có lẽ không khi nào tôi dám nói với chủ tôi là tôi mong muốn ông cụ đồng ý với bà milligan và arthur để cho tôi ở lại nhưng tôi khỏi phải thú thực điều ấy với ông cụ vì câu chuyện chưa đến đoạn cuối thì chúng tôi đã đến khách sạn bà Milligan trọ rồi. Và lại ông cụ chẳng nói gì với tôi về bức thư của bà Milligan, cũng không đả động gì đến những đề nghị của bà ta trong thư. Khi chúng tôi bước vào khách sạn ông cụ hỏi, thế bà ấy đợi ông đấy hả? Vâng, để cháu dẫn ông đến buồng bà ấy. Không cần, cháu cho ông biết buồng bà ấy, và đứng ở đây với bầy chó và con Jolica, chờ ông xuống hễ chủ tôi đã nói thì tôi quen vâng lời và không tranh luận tuy vậy lần này tôi cũng liều góp ý kiến xin phép ông cụ cho tôi cùng đi vào gặp bà milligan điều đó tôi cho là tự nhiên và hợp lý thôi nhưng ông lấy tay ra hiệu và bảo tôi im tôi đành vâng lời và ngồi đợi trên chiếc ghế dài của khách sạn với đàn chó quanh tôi chúng nó cũng muốn đi theo ông cụ nhưng cũng giống như tôi chúng nó cũng không dám cưỡng lại mệnh lệnh của ông cụ cụ vitalis biết cách chỉ huy lắm tại sao cụ vitalis không muốn cho tôi dự cuộc nói chuyện giữa ông với bà milligan tôi tự hỏi như vậy và xoay câu hỏi ấy đủ hướng đủ chiều tôi chưa tìm được câu trả lời thì ông cụ đã quay trở lại cụ bảo thôi cháu vào từ biệt bà ấy đi ông đợi cháu ở đây mười phút nữa chúng ta lên đường vài phút trước đây tôi hết sức phân vân nhưng giờ đây tôi lại ngần người trước quyết định đó chờ mấy phút thấy tôi không nhúc nhích cụ nói tiếp thế nào cháu không hiểu ông nói gì à còn đứng ngây ra như phỗng ấy mau lên chứ ông cụ không quen nói sẵn với tôi bao giờ từ khi tôi ở với ông cụ chưa lần nào ông cụ nặng lời với tôi đến như vậy chẳng hiểu chẳng hiểu gì tôi như cái máy đứng lên làm theo lệnh ông cụ nhưng sau khi đi được vài bước tôi hỏi thế ông đã nói ông đã nói rằng cháu cần cho ông cũng như ông cũng cần cho cháu do đó ông không thể nhường cháu cho ai được thôi đi đi rồi trở lại đây Câu nói đó làm cho tôi lấy lại được can đảm, bởi vì cái lo người ta biết mình là đứa trẻ nhặt ám ảnh tôi đến nỗi, tôi cho rằng mình phải đi gấp như thế là vì ông chủ đã kể hết lại lai lịch của mình rồi. Bước vào buồng bà Milligan, tôi thấy Arthur đang khóc và mẹ nó thì cúi xuống dỗ nó. Nó kêu to, "Anh Remy ơi, anh không chịu đi đấy chứ?" Bà Milligan trả lời thay tôi, giải thích cho nó nghe là tôi phải vâng lời. Tôi đã yêu cầu chủ anh để anh ở lại đây với mẹ con tôi bà nói với tôi với một giọng làm tôi ứa nước mắt nhưng chủ anh không bằng lòng chẳng làm thế nào lay chuyển ông cụ được ông ấy là một người độc ác arthur kêu không ông cụ không phải là người độc ác đâu bà milligan nói tiếp ông cụ cần anh hơn nữa tôi thấy ông cụ yêu thương anh thực sự và là lời lẽ của ông cụ là lời lẽ của bậc chính nhân quân tử một người thanh cao tuy nghèo khó để giải thích vì sao ông cụ từ chối cụ đã trả lời như thế này tôi thương yêu thằng bé này và nó cũng yêu thương tôi. Tập sống ở đời bên cạnh tôi gian khổ lắm, nhưng sẽ bổ ích cho nó hơn cái vị trí tôi tớ trá hình mà bà sẽ vô hình dành cho nó. Bà cho nó học tập, bà giáo dục nó, cũng có như vậy. Bà bồi dưỡng trí tuệ cho nó, cũng có như vậy. Nhưng bà không rèn luyện tinh khí cho nó được. Nó không thể là con bà được. Nó sẽ là con tôi. Sống với tôi vẫn hơn là làm một thứ đồ chơi cho cậu con trai ốm yếu của bà mặc dù trông chú bé thật hiền lành và dễ yêu phần tôi tôi cũng sẽ dạy nó học nhưng ông cụ không phải là bố remi mà arthur kêu to ông cụ không phải là bố anh ấy cái đó đúng nhưng ông cụ là chủ của anh ấy remi thuộc quyền ông cụ vì bố mẹ remi đã cho ông cụ mướn remi hiện nay remi phải tuân lời ông cụ con không bằng lòng để cho remi đi đâu nhưng mà phải để cho anh ấy đi theo chủ mẹ mong sẽ không còn lâu nữa Mẹ sẽ viết thư cho bố mẹ anh ấy và dàn xếp với họ. Ồ, không, tôi kêu lên, thế nào? Tại sao lại không? Ồ, đừng thế, cháu xin bà, chỉ còn cách ấy thôi cháu ạ. À? Cháu xin bà, bà đừng làm thế. Chắc chắn là bà Milligan không nói tới bố mẹ tôi thì có lẽ tôi đã kéo dài cuộc từ biệt này quá cái 10 phút đồng hồ mà chủ tôi đã dành cho tôi. Bố mẹ cháu ở Chavanan, có phải không cháu? Bà Milligan nói tiếp. Tôi không trả lời. Bước lại gần Arthur, ôm lấy nó và hôn hai ba lần. Tôi đã đặt trong mấy cái hôn ấy tất cả tình thân ái của tôi. Rồi giằng tay nó ra, tôi trở lại phía bà Milligan, quỳ xuống và hôn tay bà. "Tội nghiệp con." Bà vừa nói vừa cúi xuống và bà hôn lên trán tôi. Tôi đứng lên ngay và chạy ra phía cửa. "Arthur ơi, tôi sẽ yêu thương anh mãi mãi." Tôi nói giọng nức nở, "Còn bà, thưa bà, không bao giờ cháu quên bà." Remy, Remy Arthur kêu, tôi chẳng nghe thấy gì nữa, tôi đã ra ngoài và đóng cửa lại. Phút sau tôi lại ở bên cạnh chủ tôi, ông cụ nói, thôi lên đường, các con, chúng tôi theo con đường Frantignon ra khỏi thành phố Seth. Thế là tôi đã từ biệt người bạn đầu tiên của tôi để lại lao vào cuộc sống phiêu lưu. Nếu tôi không phóng đại hậu quả của một thành kiến xấu xa để rồi hoảng hốt sợ sệt, thì tôi đã có thể tránh được cuộc sống bấp bênh cay đắng ấy. Chương 14, Tuyết và Sói thế là tôi lại lẹo đẽo theo gót ông chủ tôi dây quai đàn căng thẳng trên vai ê ẩm tôi lại đi mải miết trên những con đường thiên lý dầm mưa dãi nắng trong gió bụi trong bùn lầy tôi lại phải đóng vai thằng ngốc ở những nơi công cộng tôi lại cười lại khóc để mua vui cho chư vị khán giả đang sống êm ấm thì lại phải đi lang thang sự thay đổi ấy đối với tôi cũng thực là khổ vì thói thường hệ sống sung sướng là người ta chóng quen đi tôi cứ thấy buồn chán mệt nhọc. Trước kia, khi chưa được hưởng hai tháng của những người sung sướng, tôi làm gì biết những giây phút đen tối ấy. Ở với bà Milligan, lắm khi tôi tôi nhớ đến cụ Vitalis. Giờ đây đi bên cạnh cụ Vitalis, tôi lại nghĩ đến bà Milligan. Trong lúc đi đường trường như thế, nhiều khi tôi cố ý tụt lại sau để tha hồ nghĩ đến Arthur, bà mẹ nó và con thuyền, và bằng tưởng tượng, tôi quay về sống lại những ngày vừa qua. Chào ôi! cái thời sung sướng, mỗi khi đặt lưng xuống giường, trong một cái quán khổ ở thôn quê, tôi lại nghĩ đến cái giường con của tôi trên chiếc du thuyền. Lúc bấy giờ chăn chiếu nơi quán trọ trở nên xù xì không thể tả. Thế là từ nay tôi không còn được đánh bạn với Arthur. Tôi không còn được nghe giọng nói âu yếm của bà Milligan nữa. Mày thay trong nỗi buồn ra giết dai rằng ấy, tôi cũng có một điều an ủi là cụ chủ bây giờ hiền từ hơn trước nhiều, có thể nói là âu yếm nữa đã có sự thay đổi trong tính tình cụ Vitalis, hay ít ra là cách đối xử với tôi. Điều ấy nâng đỡ tôi làm cho tôi ngăn ngừa được nước mắt khi chạnh lòng nhớ đến Arthur. Tôi cảm thấy trên đời này tôi không cô quạnh và chủ tôi đối với tôi có cái gì hơn là một ông chủ thông thường. Nhiều lúc tôi muốn ôm hôn cụ chủ bởi vì tình cảm chất chứa trong lòng tôi chỉ trực trào ra ngoài, nhưng tôi đâu dám. Với cụ Vitalis, không thể xuồng xã được. Lúc đầu tôi xa cụ và sợ sệt, bây giờ tôi cũng không dám gần cụ vì một cảm giác gì lờ mờ như lòng kính nể cụ rời xét ra đi mấy ngày đầu tôi không nói chuyện về bà milligan về thời gian lối sống trên thuyền thiên nga nhưng dần dần trong lúc chuyện vãn chúng tôi bắt đầu nói đến và lần nào cũng do cụ vitalis gợi ra trước rồi thì không ngày nào là chúng tôi không nhắc đến tên bà milligan cụ vitalis hỏi tôi cháu mến bà ấy lắm phải không ừ ông cũng hiểu bụng cháu mà bà ấy đối với cháu tốt rất tốt khi nào nghĩ đến bà cháu phải nhớ ơn bà rồi cụ thường thêm đành phải thế mới được phải thế là cái gì thoạt tiên tôi không hiểu nhưng rồi sau tôi nghĩ rằng phải thế là phải từ chối lời đề nghị của bà milligan xin cho tôi ở lại với arthur khi cụ chủ tôi bảo đành phải thế chắc hẳn cụ nghĩ đến việc ấy trong hai tiếng phải thế của cụ vitalis tôi nghe như ẩn cái ý luyến tiếc phải chăng cụ cũng phải nghĩ để tôi ở lại với Arthur nhưng quả là không thể làm như thế được. Trong thâm tâm, tôi cảm ơn cụ về niềm ân hận của cụ, mặc dù tôi không đoán ra vì sao cụ không nhận lời bà Milligan. Bà ấy có kể cho tôi nghe những lý do ông cụ nêu ra, nhưng tôi vẫn chưa hiểu. Có lúc tôi nghĩ, có lẽ một ngày kia cụ sẽ nhận lời chăng. Nghĩ thế lòng tôi chứa chan hy vọng. Tôi tự hỏi, sao chúng ta lại không thể gặp lại thuyền thiên nga? Nó đi ngược sông Rôn còn chúng ta thì đi trên bờ sông kia mà. Nghĩ như thế cho nên trong khi đi đường, mắt tôi thường quay về phía dòng sông hơn là về phía đồi núi, những đồng bằng phỉ nhiêu ở hai bên bờ. Khi chúng tôi đến thị trấn Agler, Tarascon, Avignon, Montelima, Vailen, Tournon, Vien. Nơi đi dạo đầu tiên của tôi là bến sông và cầu. Tôi tìm thuyền thiên Nga, khi tôi nhìn xa xa thấy một con thuyền mờ tỏ trong sa mù. Tôi đợi cho nó đến gần để xem thử có phải thuyền thiên Nga đấy hay không. Nhưng không phải, một đôi khi tôi đánh bảo hỏi những người thủy thủ. Tôi tả hình dáng con thuyền cho họ nghe. Họ đều nói không thấy con thuyền ấy đi qua. Tôi tưởng tượng ra là bây giờ ông chủ tôi đã nhất định nhường tôi cho bà Milligan. Như thế, thì không còn lo người ta nói đến lai lịch tôi hay người ta viết thư cho má Barbary nữa. Công việc sẽ được giải quyết giữa cụ chủ tôi và bà Milligan thôi trí óc ngây thơ của tôi xếp đặt sự việc như thế này bà milligan muốn giữ tôi lại bên cạnh bà cụ chủ tôi bằng lòng từ bỏ quyền làm chủ của cụ thế là xong chúng tôi lại ở lại lyon mấy tuần lễ và hễ có dịp được tự do là tôi đến bên bờ sông rhône và sông sa ôn nhờ vậy tôi biết các cầu trên hai sông ấy rõ như một người dân thành phố lyon chính cống nhưng tôi tìm kiếm bao nhiêu cũng không thấy thuyền thiên nga rồi đến lúc chúng tôi rời lyon để đi về Đi Dông tôi bắt đầu mất hy vọng sẽ được gặp lại bà Milligan và Arthur ở Lyon. tôi đã nghiên cứu tất cả các bản đồ nước Pháp bày ở mấy hiệu bán sách cũ, cho nên tôi biết rằng kênh giữa tách khỏi sông ôn từ Cha lần, mà bà Milligan thì định đi theo kênh ấy để vào sông Loa. đến Cha lần chúng tôi vẫn không gặp thuyền thiên nga, mãi cho đến lúc đi cũng không thấy. thôi thế là hết, cái mộng đoàn viên đành phải vứt bỏ. tôi buồn đến nẫu ruột. chính lúc ấy thời tiết trở nên xấu tưởng như dễ làm cho nỗi thất vọng khá nặng của tôi càng nặng nề thêm. Năm đã muộn, mùa đông sắp về, phải dầm nước, lội bùn, thầy trò chúng tôi ngày càng vất vả. Buổi tối ngả lưng xuống nằm ở một cái quán trọ tồi tàn hay một vựa rơm của nhà nào đó, tôi chẳng thấy vui vẻ ít nào. Rời đi rông, trong khi xuyên qua vùng đồi cột đờ, chúng tôi gặp một cơn rét, buốt đến tận xương. Jolie ơi, trở nên buồn bã, bực dọc hơn cả tôi nữa. Mục đích của ông chủ tôi là đi gấp rút đến Paris. Chỉ ở Paris mới có cơ hội biểu diễn một đôi lần trong mùa rét. Nhưng không biết vì túi tiền quá nhẹ, ông cụ không dám đi tàu hỏa, hay vì lý do khác, thầy trò chúng tôi phải quốc bộ trên quãng đường từ đi sông đến Paris. Qua các thị trấn và làng mạc, hôm nào may mắn gặp trời tạnh giáo, chúng tôi diễn một vài tiết mục, kiếm một ít tiền, rồi lại lên đường ngay. Cho đến lần thì mọi việc cùng tạm tạm xuôi mặc dù chúng tôi khổ vì mưa rét. Đi khỏi thành phố thì trời tạnh mưa, gió trở hướng bắc. Gió bấc thổi tạt vào mặt cũng khó chịu đấy, nhưng lúc đầu, chúng tôi không phàn nàn. Cân nhắc cho kỹ vì cái thư gió ấy có tuổi rát trăng nữa cùng dễ chịu hơn nạn mưa dầm làm nỗ người chúng tôi từ mấy tuần nay. Khổ tay gió anh không thổi được lâu, trời kéo từng mảng mây đen, rồi bị mặt trời che lấp hẳn. Tất cả đều báo hiệu là mưa tuyết sắp rơi vì vậy chúng tôi còn kịp đến một làng khá lớn mà vẫn chưa gặp tuyết nhưng cụ chủ không định chú ở lại đó, cụ muốn đi nhanh đến Thoa kia. Thoa là một thị trấn lớn, nếu phải bó chân ở đấy vì trời xấu thì cũng có thể biểu diễn được răm ba lần. khi đã vào quán trọ và xếp đặt yên chỗ rồi thì cụ Vitalis bảo cháu lo mà ngủ đi, nhanh lên. đến mai, tờ mờ sáng chúng ta lại đi ngay không thì đến gặp phải mưa tuyết giữa đường mất về phần cụ thì không đi ngủ sớm như thế. Cụ ngồi bên cạnh lò bếp để sưởi cho con Jolico Cả ngày Jolico bị rét buốt cứ rên mãi mặc dù chúng tôi đã bọc nó thật cẩn thận trong mấy lớp chăn. Hôm sau, trưa sáng tôi đã dậy đúng như lời cụ dặn. Bấy giờ trời không một vì sao, thấp và đen như mực. Người ta tưởng như một cái vung to tướng và tối om đã đậy lên mặt đất và đè bẹp nó đi. Khi mở cửa thì một ngọn gió rất rát lùa vào lò sưởi làm những khúc củi tàn vùi dưới cho từ tối hôm qua lại cháy bừng lên. Ông chủ quán bảo cụ Vitalis tôi như cụ thì hôm nay tôi chưa đi đâu, tuyết sắp xuống rồi. Tôi vội quá, cụ Vitalis đáp, tôi hy vọng đến được thoa trước khi có tuyết. Tùy ông chủ quán nói vậy, chúng tôi vẫn ra đi. Cụ Vitalis ôm con Jolie cơ trong áo để truyền hơi ấm cho nó. Mấy con chó thấy trời khô ráo thì hí hửng chạy lên phía trước lúc ở đi dông cụ chủ có mua cho tôi một tấm áo da cừu, lông quay vào bên trong. Tôi khoác nó lên, cuộn kín người, gió bấc thổi tạt vào mặt, tấm da cừu dính sát người tôi. Mở miệng ra thì khó chịu, chúng tôi cứ im lặng mà đi, bước rào lên cho mau đến nơi mà cũng để cho ấm người nữa. Đáng lẽ sáng rồi mà trời vẫn tối tăm mờ mịt, mãi mới thấy ở đằng đông có một vết trăng trắng dựng lên, nhưng mặt trời thì vẫn không ló ra. Đành rằng đêm đã qua nhưng nói trời đã sáng thì cũng là nói gượng, tuy vậy, cảnh vật nông thôn bây giờ nhìn đã rõ hơn. Từ cái cửa thông hơi lớn ở đằng đông dọi đến, một thứ ánh sáng nhỏ nhỏ là là mặt đất, làm rõ hình thù những thân cây trụi lá và đây đó những hàng dầu, những bụi cói. Mỗi khi luồng gió đến làm bụi cây rung lên quằn quải thì những lá khô còn dính trên cây kêu rào rào. Không một bóng người trên đường cái, không một bóng người ngoài đồng, không có tiếng xe chạy không có tiếng roi ngựa vun vút. Không có sinh vật nào ngoài loài chim mà người ta nghe tiếng kêu chứ không nhìn thấy hình dáng bởi chúng lấp trong lá. Duy có mấy chú chim khanh khách nhảy nhót trên đường cái, đuôi cất cao, mỏ vình. Khi chúng tôi đến gần thì chúng vỗ cánh bay lên đậu trên cây kêu khanh khách, những tiếng kêu ấy đuổi theo chúng tôi như nguyền rùa, như báo trước chuyện không hay. Bỗng một chấm trắng hiện ra giữa trời về từ phương Bắc. Nó vừa tiến về phía chúng tôi vừa tỏa rộng ra rất nhanh đồng thời là những tiếng xôn xao hỗn tạp, hợp thành một cái gì rào rào, nghe rất lạ tai. Đó là những đàn ngỗng, đàn vịt rời phương Bắc di cư về phương Nam. Chúng bay qua trên đầu chúng tôi, bay đã xa mà còn thấy một vài màu lông tơ trắng toát lơ lửng trên nền trời đen. Cảnh vật xứ này ảm đạm quá, đã thế lại tĩnh mịch nên càng buồn thêm. Trong ánh mai xám xịt ấy, nhìn đến đâu cũng chỉ thấy đồng cói, đồi chọc và rừng cây đỏ úa. Gió vẫn thổi từ hướng bắc, tuy có nhiều chuyển nhẹ qua hướng tây. Từ phía ấy ùn về nhiều đám mây màu đồng đỏ bay thấp và nặng nề, trông như đè lên ngọn cây. Lát sau, vài bông tuyết to như cánh bướm bay qua trước mặt chúng tôi. Nó tung lên, xả xuống quay lộn chập chờn, nhưng không bén đất. Chúng tôi đi chưa được mấy đoạn đường và chắc là không tài nào đến thoa được trước khi có mưa tuyết. Tuy nhiên điều đó cũng không cho tôi lo ngại lắm. Vì tôi nghĩ rằng tuyết xuống thì gió bấc sẽ ngừng và rét cũng giảm đi. Quả tôi chưa biết thế nào là một cơn bão tuyết, nhưng rồi tôi được biết liền ngay đấy, không phải chờ đợi lâu, và biết một cách thấm thía suốt đời không thể quên. Những đám mây từ tây bắc ồn về đã đến gần và trôi về phía ấy sáng lên một màu trắng nhạt. Như thể là mây đã vỡ và tuyết đã tung rơi. Bây giờ không phải là những cánh bướm bay lượn nữa mà là cả một trận mưa tuyết rào rào đổ xuống, phủ lên người chúng tôi Cụ Vitalis bảo, trời đã không cho chúng ta đi tới Thoa, vậy thì hễ gặp nhà nào chúng ta trú chú ngay lại ở nhà đó. Thật là một câu nói quý hóa, nghe mà hởi lòng hởi giả. Dạ. Nhưng biết tìm ở đâu ra cái nhà phúc đức ấy, trước khi tuyết xuống vây phủ chúng tôi trong đám mù trắng này, tôi đã phóng tầm mắt ra tận xa nhìn khắp cảnh vật trong vùng. Tôi không hề thấy bóng dáng một cái nhà nào, cũng không có một dấu hiệu gì báo cho biết rằng sắp đến thôn xóm làng mạc, ngược lại, chúng tôi đi vào một khu rừng thì có trước mắt tôi màu âm u thăm thẳm của rừng cây giàn trải đến tận chân trời ở hai bên cũng thế chỉ toàn rừng là rừng trên những dãy đồi xung quanh bởi vậy không nên trông vào cái nhà trọ hứa trước ấy cho lắm nhưng chắc rồi thế nào tuyết cũng sẽ ngừng rơi chứ không tuyết vẫn tiếp tục rơi dày hơn nữa trong giây lát nó đã phủ kín mặt đường hay nói cho đúng phủ kín tất cả những cái gì cản trở nó chẳng hạn những đống đá bờ cỏ, bụi cây. Gió mạnh đầy tuyết bay là là mặt đất, cho nên gặp vật gì chắn nó lại thì nó dồn đống lên vật ấy ngay. Phiền một nỗi là chúng tôi đã thuộc loại những chứng ngại vật đó. Khi tuyết tạt vào người chúng tôi, gặp những chỗ tròn nhẵn không gồ ghề thì nó trượt đi cả, nhưng gặp một kẽ hở nào thì nó tọt vào như bụi và không mấy chốc thì tan ra. Về phần tôi, tôi cảm thấy nó trôi chảy thành dòng nước trên cổ cụ chủ tôi chắc không hơn gì tôi bởi vì cụ phải mở hé tấm áo ra cừu để cho con Jolie cơ thờ. Mặc bão tuyết, chúng tôi vẫn cầm cụi bước đi, ngược chiều gió, ngược chiều tuyết, không nói, không rằng, chốc chốc lại ngoái cổ về một bên để thờ. Mấy con chó không chạy đằng trước nữa, chúng bám sát gót chân tôi nài xin chỗ nấp, nhưng chúng tôi biết làm thế nào được. Chúng tôi tiến từng bước chậm gì, khó nhọc, mắt mờ, thân hình ướt át, tê lạnh đã vào giữa rừng sâu từ đời nào rồi mà cũng không được che chỗ tí nào, bởi vì con đường xoay hẳn về hướng gió. May sao có nên nói là may không chứ, cơn lốc giảm dần đi. Nhưng tuyết lại càng rơi mạnh hơn, không rơi thành bụi nữa mà thành từng mảng to, dày đặc. Chỉ trong giây lát, mặt đường đã phủ một lớp tuyết dày, chúng tôi dẫm lên không nghe thấy tiếng động. Thỉnh thoảng, tôi thấy cụ chủ nhìn về bên trái hình như cố ý tìm một cái gì. Nhưng nào có gì đâu chỉ thấy một khoảng rừng thưa rộng đã đẵn gỗ từ mùa xuân trước nay còn những cây to trừa lại thân mềm mại oan xuống vì tuyết cụ vitais định tìm gì ở phía ấy nhỉ tôi thì tôi cứ trông thẳng trước mặt theo đường cái cố nhìn cho hết sức xa để xem thử khu rừng đã sắp hết chưa và có cái nhà nào ở bên đường không nhưng thật là điên rồ mắt làm sao chọc thủng cái màu trắng ấy chỉ cách mấy thước thôi mọi vật đã nhòa mất chỉ còn thấy tuyết rụng xuống thành bông tuyết xuống càng lâu càng dày tuyết như bọc lấy chúng tôi trong một mạng lưới mênh mông tình cảnh chúng tôi thật đáng buồn tôi chưa bao giờ thấy tuyết rơi mà không nao nao trong lòng dù cho đứng nhìn sau cửa kính trong một căn buồng có ngọn lửa ấm trăng nữa huống hồ bây giờ đây cái căn buồng ấm cúng ấy còn ở đâu xa lắc xa lơ tuy vậy vẫn phải đi lên không được ngã lòng bởi vì chân càng ngày càng lún sâu xuống tuyết và tuyết đã lên tới ống chân bởi vì vậy chiếc mũ phủ dày tuyết và nặng trĩu trên đầu thình lình cụ vitalis đưa tay về phía trái như để cho tôi chú ý nhìn theo tay cụ tôi thấy lờ mờ hình như có một túp lều trong rừng một túp lều bằng cành cây phủ đầy những tuyết tôi không hỏi gì cụ tôi biết rằng cụ chỉ cái lều ấy cho tôi không phải để cho tôi ngắm bức tranh lều trong rừng tuyết vấn đề ở chỗ là tìm con đường đi đến lều ấy điều đó thật khó vì tuyết xuống khá dày đã xóa nhòa mọi dấu vết đường lớn đường nhỏ. Duy ở cuối khu rừng đã đắn gỗ, nơi bắt đầu có cây to trở lại thì hình như có một cái hào ở chỗ con đường cái đã bị lấp bằng. Con đường con dẫn đến lều có lẽ từ chỗ đó tách ra. Đoán thế mà đúng, khi chúng tôi vượt qua hào thì lớp tuyết ở đấy không lún xuống. Chẳng bao lâu chúng tôi đã đến túp lều, lều dựng bằng những bó củi chạc và củi trà trồng lên nhau, trên thì xếp cành cây nhỏ khít vào nhau làm mái. Mái ấy kha kín, tuyết khó mà lọt qua, đây là chỗ trú tạm, nhưng quý như một ngôi nhà. Nôn nóng hơn hay nhanh nhẹn hơn không biết, mấy con chó xông vào lều trước hết. Chúng lăn bừa trên nền đất bụi, khô ráo, ăn ẳng gieo mừng. Cụ Vitalis và tôi mừng rỡ chẳng kém gì chúng nó, nhưng chúng tôi không lăn chiêng xuống đất để biểu lộ sự mừng rỡ ấy. Nói cho đúng, lăn được xuống đất thì cũng chóng khô người đi đấy. Cụ Vitalis nói, ta đoán đúng là trong rừng vẫn đắn gỗ này, tất có một cái lều thợ rừng ở đâu đây? Bây giờ thì tuyết cứ việc rơi, vâng, cho nó tha hồ rơi, tôi đáp lại giọng thách thức. Rồi tôi đi lại phía cửa lều để dụ áo mũ cho khỏi ướt át, phòng trọ của chúng tôi. Thật ra thì cái lều ấy không có cửa lớn, cửa sổ gì cả, chỉ có một lỗ hồng để ra vào. Phòng trọ của chúng tôi xây dựng sơ sài, bàn ghế chả có, cái gì cũng hết sức đơn giản. Chầu ngồi gồm vẻn vẹn một vụ đất dài làm bàn và mấy hòn đá lớn làm ghế đầu. Nhưng trong tình cảnh chúng tôi bây giờ, có cái này đáng quý nhất, đó là năm sáu viên gạch đặt nghiêng xếp thành một cái bếp trên mặt đất ở một góc lều. Có lửa rồi đây, chúng tôi có thể đốt lửa sưởi được rồi, nói cho đúng thì có bếp cũng chưa phải là có lửa, còn phải có củi đốt nữa. Trong một cái nhà như kiểu nhà chúng tôi đang trú thì củi không khó kiếm cứ việc lấy ở tường, ở mái, nghĩa là rút các que củi đã xếp làm phên, làm mái nhà. Duy phải rút ở chỗ này một ít, chỗ kia một ít để cho lều khỏi trống trải, lung lay. Công việc kiếm củi làm nhanh lắm, chẳng bao lâu một ngọn lửa hồng bốc lên trên bếp, nhảy nhót reo vui. Ôi, ngọn lửa đẹp, lành, ấm áp làm sao, đành rằng lửa hun khói lên, và vì không có ống thoát nên khói bay khắp cả lều. Nhưng hề gì? miễn là có lửa, có hơi nóng là được. Tôi bỏ dạp xuống đất chống tay thổi lửa. Còn ba con chó thì gấp chân sau ngồi rất chững chạc, vươn cổ phơi mấy cái bụng ướt lạnh ra đón ngọn lửa hồng. Rồi đến lượt con cơ cũng hé vạt áo ông chủ, ló mũi ra, nó dòm xem cho biết đây là đâu. Thấy không có gì đáng ngại, nó nhanh nhẹn nhảy xuống đất, chọn chỗ tốt nhất bếp mà ngồi, rồi đưa hai bàn tay bé bỏng đang run lẩy bẩy ra hơ lửa. Bây giờ thì chắc chắn không chết rét rồi, nhưng vấn đề đói vẫn chưa có cách giải quyết. Cái liều ấy chú chân được, nhưng trong liều không có thùng đựng bánh cũng không có song chảo reo sôi trên lò. May sao, cụ tôi là người cẩn thận và từng trải. Lúc sớm, tôi chưa dậy, cụ đã lo xong khoản lương thực đi đường, gồm có một chiếc bánh và một dẻo mát. Nhưng đâu phải là lúc vòi vĩnh khó tính, thoạt trông thấy chiếc bánh, chúng tôi tỉnh cả người ra. Khổ thay khẩu phần chẳng được là bao vì cụ chủ không chia hết bánh, chỉ cắt một nửa. Tôi thất vọng, đưa mắt hỏi cụ. Cụ bảo, ông không quen con đường này nên không rõ từ đây đến Thoa có tìm thấy quán cơm không, và lại ông cũng không thuộc đường đi lối lại trong rừng. Ông chỉ biết rằng vùng này cây dày rừng rậm, rừng rú mênh mông bạt ngàn nối tiếp nhau. Có thể chúng ta còn cách xa nhà cửa xóm làng những năm mười dặm. Cũng có thể chúng ta bị nghẽn lâu trong túp lêu này vì vậy phải dành lại ít lương thực để ăn tối, những ly lẽ ấy, tôi hiểu, bởi vì tôi còn nhớ cái ngày đoàn chúng tôi ra khỏi Tulu sau khi cụ Vitalis bị bắt. Nhưng mấy con chó hiểu sao được, vừa liếm láp chút ít đã thấy cụ chủ cất chiếc bánh mì vào sắc, chúng bèn chìa chân ra xin thêm và cào cào lên đầu gối ông cụ. Chúng chân những cặp mắt van lơn vào cây sắc, và làm nhiều điệu bộ tỏ ý yêu cầu cụ mở sắc ra. Van lơn, mơn trớn cũng vô hiểu. Chiếc xác vẫn cài im, tùy bữa ăn hết sức sơ sài, chúng tôi cũng đã được hồi sức. Có chỗ trú, có lửa sưởi ấm, chúng tôi có thể chờ cho qua cơn mưa tuyết. Ở lại trong cái lều ấy, tôi thấy chẳng có gì đáng ngại cả, huống hồ tôi yên chí là không phải ở lâu. Tôi không tin rằng sẽ bị mắc nghẽn ở đấy, mặc dù ông chủ tôi nói thế để giải thích vì sao phải re sen. Chắc là tuyết không rơi mãi nhưng cũng phải nói là chưa hề có dấu hiệu gì báo trước là nó sắp ngừng rơi. Nhìn qua cửa liều tôi thấy tuyết vẫn cứ rơi nhanh và dày. Gió đã lặng nên tuyết rơi thẳng đứng, bông này trồng lên bông khác không ngớt. Nhìn chẳng thấy ra trời, ánh sáng từ tấm thảm tuyết trói người dưới đất chiếu lên chứ không phải từ trên cao dọi xuống. Mấy con chó cũng đã tạm bằng lòng với chỗ chú chân bất đắc dĩ này, nên cả ba đều súng quanh bếp lửa mà ngủ, con nằm khoanh tròn, con nằm nghiêng còn Capi thì nằm sấp, rúi mũi vào cho. Tôi nảy ra ý định làm như chúng nó. Sáng nay tôi đã dậy quá sớm, bây giờ ngồi trong tuyết rơi thì không bằng thả hồn trong cõi mộng, biết đâu trong chiêm bao lại được đi trên thuyền thiên Nga. Không biết tôi đã ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh giấc thì tuyết đã ngừng rơi. Tôi nhìn ra ngoài thấy lớp tuyết đóng ở trước cây liều cao lên lắm, nếu lại ra đi thì dễ thường tuyết cũng lên cao qua đầu gối tôi. Mấy giờ rồi nhỉ, cụ chủ có biết đâu mà hỏi mấy tháng gần đây số thu tệ quá không đủ bù lại những khoản phí tổn trong lúc cụ ở tù và hầu kiện. bởi vậy ở đi dông cụ phải bán cái đồng hồ quả quyết để mua tấm áo da cừu cho tôi và vài thứ đồ dùng lặt vặt cho cả hai thầy trò. đó là chiếc đồng hồ vỏ bạc to lớn mà ngày mới nhập đoàn tôi thấy con chó capi xem để báo giờ cho khán giả. nay chiếc đồng hồ thân mến đã không còn thì muốn biết giờ khác đành phải nhìn ra ngoài trời nhưng ngoài trời không có gì trả lời cho tôi được, dưới đất một vạch trắng lóa mắt, giữa không trung một đám sa mù xâm sẫm trên trời, một thứ ánh sáng nhờ nhờ trên vài khoảnh ố vàng đây đó, không có cái gì trông mà đoán được là chưa, chiều hay sớm. Tài nghe cũng không hơn gì mắt ngó, bởi vì sự yên lặng thật là tuyệt đối. Không một tiếng chim kêu, một tiếng roi ngựa vút, một tiếng bánh xe lăn. Dù cảnh đêm trăng nữa, dễ cũng không có đêm nào vắng vẻ như cái cảnh ngày hôm nay. Thêm vào đó, một sự ngưng trệ hoàn toàn, tuyết đang chặn đứng mọi chuyển động, tuyết đã biến tất cả thành đá. Chỉ chốc chốc có tiếng động khẽ, chú ý lắm mới nghe thấy, rồi một cảnh thông đu đưa nặng nề. Cảnh thông chịu tuyết dần dần oan xuống, và khi độ nghiêm dốc quá thì tuyết rơi tuột xuống hết, cảnh thông lại bật lên ngay. Bấy giờ màu xanh thẫm của cây nổi bật lên giữa tấm màu trắng trùm lên tất cả những cây cối khác. Nhìn xa, người ta tưởng đây đó tấm màn bị thủng những lỗ đen ngòm. Tôi đang tựa cửa say sưa ngắm nhìn cảnh tượng ấy thì cụ chủ gọi tôi, "Remy, cháu thích lên đường rồi đấy à? Cháu không biết, cháu không thích gì cả. Ông muốn gì thì cháu làm nấy." "Thế à? Thế thì theo ý ông, ta nên ở nán lại đây." Ở đây ít ra cũng có chỗ ẩn trú và có lửa ấm để sưởi tôi nghĩ tới việc thiếu lương thực nhưng tôi không nói. cụ vitalis tiếp ông chắc rồi tuyết sẽ rơi trở lại chốc lát nữa thôi. không nên xông pha trên đường trong khi chưa biết làng mạc còn cách bao xa. đêm đến không dễ gì nằm giữa tuyết ở đây vẫn còn hơn ở đây ít ra chân chúng ta cũng khỏi bị dầm nước. gác vấn đề lương thực lại một bên thì kể ra tôi cũng thấy làm thích cách thu xếp ấy. với lại có ra đi ngay thì cũng không chắc gì gặp một quán ăn trước khi đêm đến trái lại cái chắc chắn sẽ gặp là một lớp tuyết dày trên đường cái, chưa ai dẫm lên nên đi lại sẽ rất khó khăn. Chỉ cần bóp bụng mà chịu, thế thôi, đúng là chúng tôi phải làm thế khi đến bữa ăn tối. Cụ Vitalis chia chỗ bánh còn lại làm 6 phần. Chào ôi, sao mà ít thế, chúng tôi đã bẻ bánh ra từng miếng, hết sức nhỏ để kéo dài bữa ăn, nhưng rồi nó cũng hết bánh đi nhanh chóng. Tôi cứ tưởng là ăn xong bữa ăn ít ỏi và ngắn ngủi ấy thì lũ chó sẽ dở lại cái trò ban trưa vì quả thật chúng tôi còn đói lắm. Nhưng chúng không làm thế. Một lần nữa tôi quả thật thấy chúng quả là giống vật tinh khôn. Cụ Vitalis vừa bỏ con dao vào túi quần thế nghĩa là bữa tiệc của chúng tôi đã chấm dứt thì con Capi đứng dậy. Nó gật đầu ra hiệu cho hai bạn chó của nó đến người cây sắc thường ngày chứa lương thực. Đồng thời nó nhẹ nhàng đặt chân lên sắc để sờ thử qua hai cuộc xét nghiệm ấy nó biết chắc là không còn gì chén nữa thế là nó trở về chỗ cũ bên cạnh bếp lửa và sau khi gật đầu ra hiệu một lần nữa cho con donche và con zepino nó nằm thườn thượt ra thở dài một cách nhẫn nại nó đã diễn đạt ý nghĩ của nó rõ ràng không kém gì dùng lời nói nó muốn nói không còn gì nữa đâu đừng van xin vô ích lũ bạn của nó cũng hiểu ý nó chúng nằm dài trước bếp lửa y như nó nhưng tiếng thở dài của con dép không có vẻ gì nhẫn nại cả. Nó vốn ăn tợn mà lại thăm ăn, cho nên khi phải chịu đói nó khổ sở hơn các bạn nó. Tuyết đã rơi lại và cũng rơi liên miên dai dẳng như trước. Thời gian càng trôi qua, lớp tuyết đóng trên mặt đất càng cao lên dần dọc theo những chồi non mọc ở góc cây mới đốn. Về sau chỉ còn các chồi non ngoi ngót trên mặt tuyết trắng và tuyết cũng sắp dâng lên phủ ngập chúng như một ngọn chiều trời hôm nay sẫm quá cho nên cũng chóng tối ăn xong bữa tối trông ra ngoài không thấy rõ mọi vật nữa đêm đến tuyết vẫn cứ rơi từ trên trời tối đen từng mảng tuyết trắng rơi xuống liên hồi trên mặt đất trắng xóa đằng nào cũng phải nghỉ đêm tại đây thì tốt hơn là ngủ đi cho rồi tôi nghĩ thế và làm theo mấy con chó cuộn mình trong tấm da cừu đã hong khô tôi nằm dài bên cạnh bếp lửa gối đầu lên một hòn đá phẳng cụ vitalis bảo cháu ngủ đi ông sẽ đánh thức cháu dậy khi đến lượt ông ngủ ở trong lều này thì không sợ gì người hay thú rừng quê phá nhưng giữa hai ông cháu mình phải luôn có một người phải thức để coi bếp lửa ta phải phòng rét cẩn thận khi tuyết ngừng rơi thì có thể lạnh cắt ra cắt thịt đấy không đợi bảo lần hai tôi đã nhắm mắt ngủ kỹ khi cụ chủ đánh thức tôi dậy thì đêm đã khuya lắm rồi tôi đoán chừng như thế tuyết đã ngừng rơi lửa vẫn đỏ rực cụ bảo bây giờ đến phiên cháu cháu chỉ có mỗi việc chốc chốc bỏ thêm củi vào bếp cháu thấy không ông đã dự trữ sẵn củi cho cháu đây quả vậy tôi thấy có một đống củi chất sẵn vừa tầm tay cụ chủ tôi tỉnh ngủ hơn nên không muốn cho tôi làm mất giấc ngủ của cụ khi rút củi sột soạt ở vách cụ đã rút sẵn và xếp đó cho tôi tôi chỉ việc nhẹ nhàng với tay mà lấy việc làm của cụ chủ tôi rõ ràng là khôn ngoan chu đáo nhưng chao ôi kết quả của nó lại khác hẳn với sự mong muốn của cụ bấy giờ tôi đã tỉnh táo và sẵn sàng nhận phiên gác thấy thế cụ chủ nằm xuống bên bếp lửa quấn chăn cho con Zoliker và đặt nó nằm bên cạnh lát sau nghe nhịp thở pho pho đều đặn của cụ tôi biết là cụ đã ngủ tôi đứng lên nhẹ nhàng gión rén nhón chân đi lại gần cửa để xem thử ở ngoài trời bây giờ ra sao lúc này thì tuyết đã phủ lấp tất cả cỏ cây bờ bụi cả những cây cối lớn nhìn tận xa tít cũng chỉ thấy một lớp tuyết trắng toát nhưng không phẳng phiêu lắm trên nền trời lác đác có những chấm sao nhấp nháy mặc dù sao rất sáng nhưng thứ ánh sáng nhờ nhờ soi dọi cảnh vật lúc bấy giờ lại không từ trên cao xuống mà từ dưới tỏa lên trời rét lại có lẽ ngoài kia tuyết đương đóng băng vì luồng khí tạt vào liều lạnh tê người trong sự yên lặng ảm đạm của cảnh đêm thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lắc cắc thì người ta biết rằng tuyết trên mặt ngoài trời đang kết lại thành băng chúng tôi tìm được chiếc liều này quả là có phúc. nếu không thì trong cảnh tuyết băng, giá rét ở giữa rừng này còn gì là đời? dù đi gión rén nhẹ nhàng, tôi cũng đã làm mấy con chó thức giấc. con zebino đã đứng lên theo tôi ra phía cửa. không có con mắt biết ngắm cảnh đêm tuyết lộng lẫy như tôi, nó vừa nhìn qua một chút là chán ngay và muốn chạy ra ngoài. tôi đưa tay ra hiệu bảo cho nó đi vào. điền hay sao mà đòi đi ra ngoài trời trong khi rét như thế này? ngồi sưởi lửa không sướng hơn là chạy lang thang hay sao? Zebino vâng lời, nhưng nó cứ hết mũi ra phía cửa. Đúng là một con chó cứng đầu, thích làm gì thì khư khư ôm cái thích ấy. Tôi đứng ngắm tuyết một lúc nữa. Cảnh ấy làm cho lòng tôi nao nao buồn nhưng không hiểu sao tôi cứ thích ngắm. Nhìn cảnh tuyết mà nao người muốn khóc, mà không muốn nhìn thì rất dễ, chỉ cần nhắm mắt lại, hoặc trở về chỗ cũ. Nhưng tôi lại cứ đứng yên ở đó. Nhưng mãi rồi tôi cũng đi lại bên bếp lửa. Tôi bỏ vào bếp ba bốn thanh củi gác chéo lên nhau. Xong tôi ngồi lên hòn đá dùng để gối đầu lúc nãy, nghĩ rằng ngồi một lúc cũng vô hại. Chủ tôi ngủ yên, mấy con chó và con khỉ cũng ngủ. Trong bếp ngút cháy, từng ngọn lửa hồng cuồn cuộn bốc lên tận mái lều và tàn bắn ra nổ lách tách. Đó là tiếng động duy nhất trong đêm tĩnh mịch này. Tôi thích thú ngắm nhìn những tàn lửa ấy khá lâu, nhưng dần dần, tôi thấy trong người mệt mỏi, rồi chợp ngủ lúc nào không biết. Giá cụ chủ để cho tôi tự lo khoản củi cành, thì tôi đã phải đứng lên, đi lại lăng xăng trong lều và như thế ắt phải tỉnh như con sáo. Đằng này ngồi yên một chỗ không cần cử động mấy, chỉ chốc chốc với tay lấy củi bỏ vào bếp, cho nên dễ buồn ngủ. Cứ đinh ninh là mình sẽ tỉnh táo, thế mà tôi ngủ quên đi. Thỉnh lình một tiếng sủa giận dữ làm tôi vùng dậy, trời tối om. Có lẽ tôi ngủ quên lâu rồi vì lửa đã tắt hay ít ra là không còn bốc ngọn, không soi sáng trong liều nữa. Tiếng sủa không ngơi, đó là tiếng của con Capi. Nhưng lạ chưa, còn con Zepino và cả con Don Che nữa ở đâu mà không lên tiếng đáp lại. Cụ Vitalis choàng dậy kêu to lên, cái gì thế, có chuyện gì xảy ra đấy, cháu không biết, cháu ngủ quên để lửa tắt rồi. Capi đã sấn ra phía cửa từ bao giờ nhưng nó không ra ngoài, nó đứng ở ngưỡng cửa mà sùa. Cái câu cụ chủ hỏi tôi, chính tôi cũng tự hỏi mình, có chuyện gì xảy ra thế? Đáp tiếng sủa của con Capi, vài tiếng rú đau đớn vang lại, tôi nhận ra tiếng con Don Chê. Tiếng rú vang lên từ sau liều nghe gần lắm, tôi toàn chạy ra, cụ chủ để tay lên vai tôi ngăn lại. Cụ ra lệnh hãy chất củi vào bếp đã, trong khi tôi làm theo lời thì cụ cầm một cái vỏ lửa, 14, thổi lên. Que củi đỏ bừng, cụ không đưa vào bếp mà giữ lấy trong tay và bảo tôi ta ra xem thử thế nào cháu đi sau ông nào capi đi ra đi chúng tôi sắp bước chân ra ngoài thì một tiếng chu dữ dội vang lên trong đêm lặng con capi nhảy trở lại quấn lấy chân tôi dáng hoảng hốt cụ vitalis nói chó sói đấy con zebino và don che đâu tôi không biết trả lời làm sao cả chắc chắn hai con chó đã ra khỏi lều trong khi tôi ngủ con zépino trái trứng trái nết đã làm theo ý định của nó lúc nãy còn con Donche thì chạy theo bạn chó sói đã tha chúng đi rồi chăng khi chủ tôi hỏi hai con chó ở đâu tôi thấy hình như cụ có ý lo ngại điều đó cụ bảo cháu cũng cầm lấy một que củi đỏ rồi cùng đi cứu chúng nó với ông ở làng quê tôi đã nghe kể lắm chuyện muông sói hãi hùng tuy thế tôi cũng không do dự cầm một que củi đỏ làm khí giới rồi đi theo cụ chủ nhưng ra rừng chẳng thấy chó đâu, sói đâu cả, chỉ thấy dấu chân của hai con chó hẳn trên tuyết, chúng tôi lần theo hai dấu chân đó, dấu chân chỉ lần quẩn chung quanh lều, rồi ở cách một khoảng xa hơn, trong bóng đêm lờ mờ, hiện lên một vạt tuyết nát nhỏ như tuồng có những con vật gì lăn lộn trên ấy. Cụ chủ bảo con Capi tìm đi, Capi tìm đi con, rồi cụ huyết sáo để gọi con Zepino và con Donche không có một tiếng sủa nào đáp lại tiếng gọi của ông cụ, không có tiếng động nào vang lên trong cảnh vắng lặng, ảm đạm của khu rừng. Còn Capi thường ngày dễ bảo và gan dạ là thế mà hôm nay không chịu sục sạo theo lệnh chủ, chỉ quấn lấy chân chúng tôi. Ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết không đủ để chúng tôi nhìn thấy lối đi và theo vết chân chó. Hơi nhìn xa một tí thôi cũng đủ lóa mắt không thấy gì trong bóng đêm mập mờ. Cụ Vitaris lại huyết sáo và gọi ầm lên, Zepino, Donche gọi rồi lại nghiêng tay nghe ngóng vẫn im lìm lòng tôi thắt lại tội nghiệp con zepino tội nghiệp con donche cụ vitalis nói mối lo của tôi ra sói bắt chúng rồi tại sao cháu lại để cho chúng đi ra ngoài ừ tại sao than ôi tôi còn biết đáp lại thế nào phải đi tìm chúng nó tôi nói thế và vụt chạy đi trước cụ vitalis giữ tôi lại đi tìm ở đâu cháu không biết tìm khắp làm sao đi được trong đêm tối mà lại ở giữa rừng tuyết thế này Quả là chuyện ấy không dễ. Tuyết lên đến nửa ống chân, mà hai que lửa trong tay chúng tôi thì làm sao mà soi được trong đêm tối. Cụ chủ nói, chúng không đáp tiếng gọi của ta, nghĩa là chúng đã ở đâu, xa lắm rồi. Và lại cũng không nên liều lĩnh để cho sói tấn công ngay cả chúng ta nữa. Chúng ta có gì để tự vệ đâu, thế có nghĩa là phải bỏ chúng nó, bỏ hai con chó bất hạnh, hai người bạn đường, hai người anh em chí thiết chúng tôi thì đau lòng biết chừng nào khổ nhất là tôi vì lỗi tuy bởi chúng mà trách nhiệm thì ở tôi nếu tôi không ngủ quên thì chúng có ra ngoài được đâu cụ chủ quay trở về lều tôi cũng đi theo cứ một bước tới lại ngoảnh nhìn đằng sau và dừng chân nghe ngóng nhưng chỉ thấy tuyết là tuyết chỉ nghe thấy tiếng răng rắc của tuyết kết thành băng trong lều lại có chuyện bất ngờ nữa đang chờ đợi chúng tôi trong khi chúng tôi đi ra ngoài thì mấy cành cây khô chất trong bếp lúc này đã bén cháy và rực lên soi tận những so tối tăm nhất. Thế mà tôi không trông thấy con Jolie cơ, cái chăn vẫn còn trước bếp lửa, nhưng xẹp lép, không có con khỉ trong ấy. Tôi gọi nó, rồi đến cụ Vitalis gọi, vẫn không thấy nó ra, nó làm sao rồi nhỉ? Cụ Vitalis nói khi cụ thức dậy thì vẫn thấy con khỉ còn nằm một bên. Thế thì đúng nó mất tích khi chúng tôi ra ngoài lều. Nó định chạy theo chúng tôi chăng? Chúng tôi cầm mỗi người một nắm củi đỏ rồi bước ra ngoài lều cúi dạp người xuống nghiêng đóm soi trên mặt tuyết để tìm dấu tay con joli cơ chả tìm thấy gì cả đã đành dấu chân chó và dấu chân chúng tôi làm loạn xạ trên tuyết nhưng nó cũng không làm nhòa tất nếu có dấu tay khỉ thì vẫn có thể nhận ra thế thì rõ là joli cơ không ra khỏi lều chúng tôi trở về lều để xem thử nó có thu mình trong bó củi cành nào không chúng tôi sục sạo lâu lắm mỗi nơi mỗi góc chúng tôi tìm kiếm dễ có đến 10 lần Tôi đứng lên vai cụ Vitalis để lục lọi trong các cành cây xếp làm mái lều. Tất cả đều vô hiểu. Chốc chốc, chúng tôi ngừng tay để gọi nó, vẫn không thấy gì. Cụ Vitalis có vẻ tức tối bực bội lắm. Còn tôi, tôi thực vô cùng buồn não. Tội nghiệp cho Jolica quá. Tôi hỏi cụ Vitalis xem cụ có nghĩ rằng nó bị cho sói bắt đi không? Cụ đáp, không đâu, sói hẳn không dám xông vào cái lều có lửa sáng như thế này ta cho rằng sói đã bắt hai con chó vì chó chạy ra ngoài, chứ chúng không chui vào đây. Có lẽ trong khi chúng ta đi vắng, Jolie hãi quá đã trốn vào xó nào đấy thôi. Ta lo cho nó lắm, vì với thời tiết chết tiệt này, nó sẽ cảm lạnh mất. Mà đối với giống ấy hễ lạnh là chết đấy, thế thì ông với cháu sụp tìm nữa đi, và chúng tôi lại tìm kiếm lục lọi, nhưng cũng ngoài công như lần trước thôi. Cụ Vitalis nói, thôi đành phải đợi đến sáng sẽ hay nhưng bao giờ mới sáng cũng vài ba tiếng đồng hồ nữa ông đoán thế nói đoạn cụ ngồi xuống bên bếp lửa hai tay ôm lấy đầu tôi không dám quấy giày cụ chỉ cử động những khi cần lấy củi bỏ vào bếp thôi chốc chốc cụ đứng lên đi lại cửa ngước nhìn trời và nghiêm tay nghe ngóng rồi cụ trở về chỗ cũ tôi cảm thấy giá bị cụ mắng còn đỡ khổ tâm hơn là cứ nhìn vẻ mặt âu sầu ảo não của cụ cụ Vitalis nói có ba tiếng đồng hồ nhưng mà giờ khắc sao mà đi chậm đến điên ruột như thế. Chừng như cái đêm này chẳng bao giờ hết, nhưng rồi sao trên không cũng nhạt dần, bầu trời ửng trắng, sắp sáng rồi đây. Nhưng càng về sáng càng rét, không khí bên ngoài lùa vào lửa lạnh như băng giá, trời thế này thì có tìm ra con dô cơ cũng chắc gì nó còn sống. Và có gì làm cho chúng tôi hy vọng là sẽ tìm được nó. Biết đâu sáng ra, tuyết lại không rơi trở lại, mà nếu thế thì tìm nó làm sao? May sao, tuyết đã dứt hẳn, trời không mù mịt như hôm trước mà ửng một màu hồng. Đó là triệu chứng tạnh giáo, khi trời đủ sáng, cây cỏ hiện hình rõ rệt, thì chúng tôi ra khỏi liều ngay. Cụ Vitalis cầm lấy cây gậy lớn, tôi cũng thế, còn Capi chừng như cũng không còn sợ cuồng chân cuồng cẳng như lúc ban đêm nữa. Nó nhìn chòng chọc vào mắt cụ chủ, đợi cụ ra hiệu để phóng lên trước. Chúng tôi đương tìm dấu tay Jolica dưới đất bỗng thấy con capi ngẩng đầu lên sủa có vẻ mừng rỡ. Như thế có nghĩa là phải tìm trên cao chứ không phải tìm dưới đất. Quả nhiên chúng tôi thấy lớp tuyết phủ trên mái lều bị dày đạp lỗ chỗ thành một đường chạy thẳng đến một cành cây to xà xuống gần sát mái. Đó là một cây sồi to lớn, chúng tôi đưa mắt nhìn trên cành ấy, trên chót vót ngọn cây, chúng tôi thấy một hình thù bé nhỏ màu xám sẫm nép mình giữa một cái chạc đôi. Đó là Joliker, chuyện xảy ra cũng dễ đoán. Còn cơ nghe tiếng chu của chó và muông sói thì kinh hãi. Trong lúc vắng người, nó không dám vào trong liều, nó phóng lên mái và từ đó đã leo tuột lên ngọn cây sôi. Thấy ở đó yên ổn, nó thu mình lại nấp vào chạc cây, gọi cũng không lên tiếng. Con vật bé bỏng vốn kém chịu rết, chắc hẳn nó đang bị cóng ở trên ấy. Cụ chu âu yếm gọi nó, nhưng nó không nhúc nhích, nó chết rồi chăng? Cụ gọi đi gọi lại đến mấy phút. Jolie vẫn cứ im lìm như chết, để chuộc lại sự sơ suất đêm qua, tôi nói, nếu ông cho phép thì cháu leo lên bắt nó cho, e cháu ngã gãy cổ mất, không có gì nguy hiểm đâu, không có gì nguy hiểm thì không đúng, trái lại có nguy hiểm đấy và nhất là có khó khăn. Cây đã to, lại dính đầy tuyết ở những chỗ thân và cành quay về phía gió. Cũng may là tôi đã tập leo cây từ thuở bé, và trong khoa ấy, tôi đã đạt tới một tài nghệ khác thường. Quanh thân cây, đây đó có một vài tược nhỏ. Tôi đã dùng những tược ấy làm nấc thang. Mặc dù tay tôi bám vào cây làm tuyết rơi mờ cả mắt, nhờ có cụ Vitalis giúp sức, không bao lâu, tôi đã trườn tới chạc thứ nhất. Đến đấy thì lên nữa cũng dễ, chỉ cần cẩn thận để chân khỏi trượt trên tuyết. Vừa leo tôi vừa lên tiếng vỗ về con khỉ, nó không động đậy, nó nhìn tôi với cặp mắt sáng ngời. Tôi đã lên tới chỗ nó, tôi đưa tay ra toàn bế nó thì nó nhảy phốc một cái chuyển sang cành khác. Tôi leo qua cành ấy đuổi theo nó, nhưng con người, dù là thứ trẻ danh đi nữa, cũng không làm sao bì với loài khỉ trong khoa leo trèo chạy nhảy trên cây. Vì thế nếu tuyết không phủ các cành cây thì chắc không là bao giờ tôi bắt được nó. Tuyết làm ướt lạnh tay chân nó nên không bao lâu nó cũng chán với cái cảnh đuổi bắt đó. Thế là nó thật từ cành này xuống cành khác rồi đánh một phúc xuống vai cụ chủ và chui vào bên trong áo cụ tìm được con khỉ cũng khá rồi đấy nhưng chưa phải là hết bây giờ còn phải tìm hai con chó nữa đi mấy bước chúng tôi đã đến chỗ lúc ban đêm tuyết bị dày đạp bây giờ ban ngày cho nên xét đoán sự việc cũng không khó câu chuyện hai con chó của chúng tôi bị nạn như thế nào còn in rành rành trên tuyết khi con zepino và con donche ra khỏi lều thì con trước con sau chúng đi dọc theo các bó củi dựng làm vách chúng tôi nhận rõ dấu chân của chúng đi như thế trong khoảng vài mươi thước thế rồi những dấu chân ấy nhòa đi trên một khoảnh tuyết bị dày xéo ngổn ngang cũng ở chỗ đó lại thấy nhiều dấu chân khác một phía thì dấu chân những con sói đã nhảy từng bước dài đến vồ chó một phía thì dấu chân chúng tha mồi chạy đi sau khi vật đã chết mồi từ đấy mà đi dấu vết chó không có nữa chỉ còn một vết máu dài nhuộm đỏ mặt tuyết đó đây rõ ràng là chúng tôi không phải mất công tìm kiếm xa hơn nữa hai con chó đáng thương của chúng tôi bị cắn cổ ngay tại đây và lũ sói đã tha chúng vào lùm bụi rậm nào đó để xé nuốt tha hồ. Và lại chúng tôi còn phải gấp rút lo sưởi cho con Jolico nữa chứ. Chúng tôi trở về lều, trong khi cụ Vitalis đưa tay chân con Jolico kề ngọn lửa để hơi như một đứa trẻ con thì tôi hơ tấm chăn của nó. Sau đó chúng tôi quấn nó vào chăn, nhưng một tấm chăn chả đủ. Nó cần một cái giường đã được sông ấm và cần nhất là một cốc gì nóng để uống cho ấm người mà chúng tôi thì không có giường cũng không có thức uống nóng, có lửa sưởi đã là phúc lắm rồi. cụ Vitalis và tôi ngồi bên bếp lửa không động đậy, im lặng nhìn củi cháy. không cần nói, không cần nhìn nhau, chúng tôi cũng hiểu nỗi đau lòng của nhau. tội nghiệp con Zepino, tội nghiệp con Donche, thương hại hai chú bạn ấy làm sao? Đó là những lời mỗi chúng tôi thì thầm với mình hay ít ra là những ý thầm kín trong lòng mỗi chúng tôi. hai con chó là bạn đường của chúng tôi khi no đủ cũng như khi nghèo đói hoạn nạn không hề rời nhau riêng đối với tôi trong những ngày não nề cô quạnh chúng nó là những người bạn trung thành hầu như là những đứa con thế mà chúng nó chết vì sự lầm lỗi của tôi tôi không thể tự bào chữa thế nào cho xuôi được nếu tôi canh gác tròn phận sự nếu tôi không ngủ quên thì nó đã không ra ngoài lều để cho chó sói bắt đời nào chó sói lại dám xông vào tấn công chúng tôi ngay trong lều sợ ánh ngọn lửa sáng hẳn chúng chỉ đứng xa mà nhìn thôi. Tôi muốn cụ Vitalis mắng tôi, tôi suýt yêu cầu cụ đánh đòn cho nữa kia, nhưng cụ không nói gì với tôi cả, cũng không nhìn tôi nữa. Cụ ngồi yên, đầu gục trên bếp lửa, chắc cụ đang lo thiếu hai con chó thì tình cảnh của đoàn chúng tôi sẽ ra sao? Làm sao mà biểu diễn? Làm sao mà kiếm đủ sống? Chương 15, Ngài Jolica, những dấu hiệu lúc hừng sáng đã báo thời tiết đúng mặt trời nhô lên rạng rỡ trên vòng trời không mây, những tia nắng nhạt chiếu xuống được mặt tuyết trắng tinh dọi lại. Hôm qua, rừng buồn bã nhợt nhạt là thế mà hôm nay thì ánh sáng trói trang đến lóa cả mắt. Thỉnh thoảng, cụ Vitalis luồn tay vào dưới chăn sở xem Jolica thế nào. Jolica vẫn chưa ấm lại tí nào, tôi nghe thấy nó run lập cập khi cúi xuống bên nó. Trong chốc lát, chúng tôi nhận thấy rõ không tài nào làm ấm lại dòng máu tê buốt trong người nó cụ vitalis đứng lên bảo phải tìm đến chỗ xóm làng mới được nếu không thì joliker đến chết ở đây thôi dọc đường mà nó không chết thì cũng là phúc lắm rồi đi đi thôi chúng tôi trùng kín joliker trong chiếc chăn ấm rồi cụ chủ ôm nó vào dưới áo sát ngực thế là chúng tôi đã sẵn sàng lên đường cụ vitalis bảo gớm cái quán này bắt ta phải trả giá trọ đắt quá giọng cụ run run khi nói câu ấy cụ đi ra trước tôi bước theo gót cụ con Capi còn ngồi lại ở ngưỡng cửa, quay lại nhòm về chỗ hai bạn nó bị cho sói vô. Phải gọi nó, nó mới chịu đi, ra đường cách được 10 phút thì chúng tôi gặp một cái xe. Người chủ xe bảo cho biết là đi độ non một tiếng nữa thì đến làng mạc. Nghe nói thế chân chúng tôi hóa khỏe ra, mặc dù tuyết ngập đến nửa người tôi, đi vừa khó khăn vừa mệt nhọc. Chốc chốc tôi hỏi cụ Vitalis xem Jolica thế nào, cụ vẫn trả lời là cụ nghe thấy nó run cầm cập trong lòng cụ đi mãi đến một cây dốc dưới chân dốc hiện ra những mái nhà trắng của một thôn lớn cố gắng một thôi nữa và thế là chúng tôi đến nơi thầy trò chúng tôi vốn không quen vào những quán tốt nhất những quán mà vẻ sang trọng bên ngoài hứa hẹn thức ăn ngon chỗ nằm ấm trái lại thường thường chúng tôi dừng ở đầu làng hay ở ngoại ô chọn một cái nhà tồi tàn nào đó mà họ không xua đuổi chúng tôi cũng không moi nhẵn túi chúng tôi lần này thì không thế cụ vitalis không dừng ở đầu làng cụ đi mải đến một cái quán trước cửa đeo đu đưa một tấm bảng đẹp thiếp vàng. Qua cửa nhà bếp mở toang, tôi thấy một chiếc bàn chất đầy thịt, và trên lò bếp rộng nhiều chiếc song bằng đồng đỏ đang reo sôi vui vẻ, hơi các thức ăn bốc lên trần thành đám mây con con. Mùi xốp béo ngậy bay ra tận ngoài đường mơn trớn mấy cái dạ dày lép kẹp của chúng tôi. Cụ chủ tôi lấy dáng điệu một người sang trọng bước vào quán. Không cất mũ, đầu hất ra đằng sau. Cụ hỏi chủ quán, thuê một cái buồng tốt có lò sưởi. Chủ quán là một nhân vật trông khá bảnh bao, ban đầu ông ta không thèm nhìn chúng tôi, nhưng rồi vẻ uy nghi đường bệ của cụ chủ tôi làm ông ta phải kính nể. Chị Hầu phòng được lệnh đưa chúng tôi về buồng trọ, trong khi chị ta nhóm lửa thì cụ Vitalis bảo tôi: "Cháu đi nằm đi, nhanh lên." Tôi đứng sững một lúc, sao lại đi nằm? Ngủ làm gì? Ngồi vào bàn ăn thì thích hơn bao nhiêu? Cụ Vitalis dục: "Nhanh lên chứ!" tôi phải đành làm theo lời cụ. Trên giường có một tấm chăn lông, cụ Vitalis đắp lên người tôi đến tận cằm. Cháu gắng chịu, làm sao cho nóng ran người lên. Cháu càng nóng ấm chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Tôi băn khoăn nghĩ rằng con Jolica cần được ấm hơn tôi nhiều, bởi vì tôi chẳng thấy rét gì cả. Trong lúc tôi nằm im cho nóng người trong tấm chăn lông thì cụ Vitalis cứ trở qua trở lại con Jolica, dường như quay thịt nó, làm chị hầu phòng hết đỗi ngạc nhiên. Một lát sau, cụ hỏi tôi: "Cháu đã thấy nóng chưa? Cháu chết bước đây." Ấy, chính ta cần thế đấy." Nói xong, cụ đi ngay lại phía tôi và đặt con cơ lên giường, bảo tôi ôm chặt nó vào lòng. "Tội nghiệp cho con vật bé bỏng, thường ngày nó no bướng bỉnh, bắt làm gì mà không vừa ý thì dẫy nảy lên, thế mà hôm nay nó ngoan ngoãn chịu đựng tất cả." Nó nép sát vào người tôi, nằm không cựa quậy, nó hết lạnh rồi, mình nó nóng ran như lửa. Cụ chủ tôi xuống bếp lát sau cụ bưng lên một cốc rượu vang nóng pha đường cụ muốn cho con cơ uống vài thìa nhưng nó không hé răng ra được nó mở đôi mắt sáng nhìn chúng tôi buồn bã như muốn văn nài chúng tôi hãy để cho nó yên thân đừng làm tình làm tội nó đồng thời nó rút một tay ra khỏi chăn chìa cho chúng tôi tôi không hiểu nó chìa tay ra và chìa đi chìa lại như vậy là có ý gì có cụ vitalis giải thích tôi mới rõ thì ra Trước khi tôi nhập đoàn, Zoliker đã có một lần bị sưng phổi, người ta đã chích máu ở tay nó. Bây giờ đây, tự thấy mình ốm, nó đưa tay ra để người ta chích máu nó no nữa và chữa cho nó khỏi bệnh như lần trước. Các bạn thấy có cảm động không? Không những cụ Vitalis cảm động, cụ còn lo ngại nữa. Rõ ràng là con Zoliker đang ốm, không những ốm mà còn ốm nặng nữa, cho nên nó mới không chịu uống rượu vang pha đường, cái món mà ngày thường nó thích lắm cụ vitalis bảo tôi cháu uống chỗ rượu ấy rồi cứ nằm yên trên giường ta đi mời thầy thuốc đây phải thú thật bản thân tôi tôi cũng ưa món rượu vang pha đường ấy và lại tôi đang đói phờ người ra bởi vậy không đợi bảo hai lần tôi nóc cạn bát rượu rồi chui vào chăn nằm hơi nóng của chăn lại thêm có hơi rượu bốc lên nữa làm tôi suýt ngất người thật cụ chủ tôi đi không lâu lắm chỉ một lát sau cụ trở về dẫn theo một ông mang kính vọng vàng đó là ông thầy thuốc, cụ Vitalis sợ cái nhân vật quyền quý ấy không chịu rời gót ngọc đi chữa bệnh cho một con khỉ danh, nên không nói rõ. Vì thế thấy tôi nằm trên giường, mặt đỏ như một đoa mẫu đơn chớm nở thì ngài lương y sấn lại, đặt tay lên trán tôi rồi phán, huyết tụ, xong ngài lắc đầu, ý nói, bệnh tình nghiêm trọng lắm. Tôi thấy cần phải cải chính ngay, không thì ông ta đè tôi mà chích máu ớt tôi nói, không phải tôi ốm, thôi nào, mày mà không ốm mà cái thằng bé này nó lên cơn mê sảng rồi tôi không trả lời tôi nhích dần chăn lên chỉ con Zoliker cơ đương choàng tay qua của tôi nói nó ốm đấy ông thầy thuốc lùi hai bước quay về phía cụ vitalis la lên một con khỉ hay chưa vì một con khỉ mà ông quấy giày tôi à lại đương tiết trời thế này nữa tôi đoán rằng ông ta sẽ tức tối bỏ đi nhưng cụ vitalis lại là một người khôn ngoan và luôn tỉnh táo nhã nhặn với một cốt cách của một người thượng lưu Cụ giữ ông thầy thuốc lại. Rồi cụ nói cho ông ấy nghe cảnh ngộ của chúng tôi, nào là gặp phải mưa tuyết thế nào, nào con cơ sợ sói leo lên cây trên, bị cảm lạnh như thế nào. Cụ phân trần đành rằng bệnh nhân chỉ là một con khỉ, nhưng một con khỉ như thế nào, một con khỉ thiên tài, ngoài ra nó còn là một người bạn đường, một người anh em thiết cốt của chúng tôi. Tôi không đành giao một nghệ sĩ sân khấu xuất sắc như vậy cho một anh thú y tầm thường cứu chữa và chăng tuy khỉ chỉ là một con vật đấy nhưng theo các nhà sinh vật học thì nó gần với giống người hết sức cho nên bệnh của nó không khác bệnh của người về mặt khoa học và y thuật nghiên cứu xem bệnh của khỉ giống bệnh của người ở chỗ nào và khác ở chỗ nào tôi tưởng cũng là một điều lý thú người italy vốn khéo tán bởi thế lát sau ông thầy thuốc không ra cửa mà lại quay lại bên giường trong lúc cụ chủ tôi nói thì con joli thò tay ra ngoài hơn 10 lần để đưa ông thầy thuốc chích móng chừng như nó đoán được cái người đeo kính ấy là một vị thầy thuốc. Cụ bảo, ngài xem con khỉ thông minh chưa? Nó biết ngài là một vị thầy thuốc, cho nên nó đưa tay cho ngài bắt mạch cho nó đấy. Điều đó làm ông thầy thuốc hết do dự. Ông nói, ờ, cái, ca, này có lẽ cũng ngộ đấy. Đối với chúng tôi thì, chào ôi, cái, ca, này buồn và đáng lo ngại lắm. Ngài Jolico có triệu chứng sưng phổi. Ông thầy thuốc cầm cánh tay nhỏ xíu mà chú khỉ luôn luôn chìa ra và thọc dao vào mạch máu cơ không kêu rên một tiếng chú biết người ta làm như thế là để chữa cho chú lành bệnh trích máu xong thì đến đủ các thứ thuốc nào là thuốc cao thuốc rán thuốc nước thuốc thang tôi trông nom bệnh nhân với sự chỉ bảo của cụ vitalis tội nghiệp chú cơ bé bỏng chú thích được tôi chăm sóc thỉnh thoảng chú mỉm cười hiền lành để cảm ơn tôi cái nhìn của chú lúc này thật giống người lạ lùng ngày thường cơ lấp cấc ngang bướng hết chỗ nói chả bao giờ chú chịu ngồi yên lúc nào cũng lăng xăng để trêu nghịch chúng tôi thế mà bây giờ thì chú yên lặng dễ bảo một cách mẫu mực hình như chú cần người ta tỏ lòng yêu mến đối với chú chú muốn được cảm tình của cả con capi trước kia đã bao phen là nạn nhân của chú như một đứa con nuông chú muốn mọi người ở bên cạnh chú có một ai ra ngoài là chú hờn rỗi bệnh tình của chú tiến triển theo lệ thường của bệnh sưng phổi nghĩa là ít lâu sau thì chú đổ ra ho. Những cơn ho làm cho chú mệt lắm, vì nó khiến cả cái thân hình bé bỏng của chú quằn quại. Tài sản tôi vẻn vẹn có năm xu, tôi chút hết ra mua kẹo mạch cho chú. Khốn thay, kẹo mạch của tôi không làm bệnh giảm mà lại làm tăng thêm. Số là động tới việc gì, Joliker cũng để ý nhận xét, vì vậy không bao lâu, chú nhận thấy rằng mỗi khi chú ho thì tôi cho một cái kẹo. Sử dụng ngay điều nhận xét ấy chú cứ ho mãi để tôi cho mãi cái vị thuốc mà chú rất thích kia cho nên cái vị ấy đang lẽ làm cho chú đỡ bệnh hóa ra làm cho chú đau thêm khi tôi biết ngón láu cá của chú thì tôi không cho kẹo nữa nhưng chú không ngã lòng thoạt đầu chú đưa mắt van xin khi thấy van xin vô hiệu chú ngồi gặp người lại ôm bụng ho dữ dội dán hết gân cổ mà ho mặt chú đỏ bừng mạch máu trên trán căng thẳng mắt giàn ruộng nước mắt rốt cuộc chú đứt hơi không phải là đứt hơi vờ, đứt hơi khi đóng kịch, mà là đứt hơi thật sự. Cụ chủ không bao giờ nói cho tôi biết mọi việc tính toán bán mua của cụ. Cái việc cụ phải bán đồng hồ để mua tấm áo lông cừu cho tôi, tôi biết được cũng là ngẫu nhiên thôi. Nhưng lần này, trong hoàn cảnh khó khăn này, cụ không theo cái lệ thường ấy. Một sớm, tôi ngồi với cơ, còn cụ thì đi ăn sáng, vì bao giờ chúng tôi cũng thay phiên nhau trông cơ, không để nó nằm một mình. Khi về buồng, vượt cho tôi biết rằng chủ quán đòi tiền trọ, và khi tính toán trả hết xong các khoản thì cụ chỉ còn 50 xu. Làm thế nào bây giờ? Dĩ nhiên, tôi không trả lời được. Còn cụ, cụ thấy chỉ có một cách giải nguy là tổ chức một buổi biểu diễn. Một buổi biểu diễn không có Zepino, không có donche, không có cơ. Tôi thấy không thể thực hiện được, nhưng chúng tôi đương ở vào một cảnh ngộ dù không thể làm cũng cứ phải làm không có cách gì nản lòng chun bước hết thế nào cũng phải lo thuốc men cho Zoliker để cứu nó. Công thầy, tiền thuốc cùi sưởi, buồng trọ bắt buộc chúng tôi phải thu ngay bốn chục phờ răng là ít nhất mới đủ trang trải. Có thấy đồng bạc trắng xỉa ra, chủ quán mới mở cho chúng tôi một tài khoản mới để ăn ở tại quán anh ta thêm nữa. Nơi đây là thôn quê, trời lại rét, phương tiện biểu diễn còn lại ít như thế, mà phải kiếm cho ra bốn chục phờ răng, thì quả là một sự gắng sức phi thường. Tuy vậy cụ chủ tôi không để mất thì giờ suy nghĩ đắn đo, cụ bắt tay vào một cách khẩn trương. Trong khi tôi vẫn phải chăm người ốm, thì cụ chạy được một phòng diễn ở chợ, bởi vì trời rét thế này, không thể biểu diễn ngoài trời được. Cụ vẽ mấy tấm quảng cáo rồi đưa đi dán các nơi. Cụ kiếm được mấy tấm ván rồi xếp thành một sân khấu tạm tạm. Cụ mạnh dạn dùng cái vốn 50 xu để mua nến. Cụ cắt nến thành hai để thắp nhiều ngọn cho sáng. Qua cửa sổ, tôi trông thấy cụ chủ tôi đi đi lại lại nhiều lần trên tuyết ở trước quán tôi lo lắng tự hỏi không biết chương trình buổi biểu diễn thế nào nhưng tôi không phải chờ lâu anh đánh trống trong làng đã đến anh đội mũ lưỡi chai màu đỏ anh đứng trước cửa quán đánh ran một hồi trống oai hùng rồi tuyên đọc chương trình biểu diễn cái chương trình ấy ra sao thì cũng dễ hình dung được sau khi nghe lời tuyên bố kỳ quặc của cụ vitalis cụ quảng cáo cho một nghệ sĩ tiếng tăm lừng lẫy khắp thiên hạ đó là con capi và một danh ca thiếu niên đáng coi là một kỳ quan trong thế giới kỳ quan ấy là tôi chưa hết cái chuyện lý thu nhất trong lời quảng cáo là chuyện không bán vé vào cửa mà để tùy lòng hào hiệp của chư vị khán giả sau khi xem xong hoan hô xong họ sẽ tự liệu lấy mà trả tiền tôi thấy làm như thế liều quá vì chắc gì họ đã hoan hô chúng tôi capi mà nói rằng danh tiếng thì cũng đáng chớ về phần tôi tôi chưa hẳn tin mình là một kỳ quan. Nghe tiếng trống capi sủa lên vui vẻ, còn Jolico thì nhỏm dậy, mặc dù lúc ấy chú đương mệt nặng. Tôi nghĩ rằng có lẽ hai nghệ sĩ này đã đoán ra là người ta đánh trống giao để cho ta biểu diễn. Tôi đổ chừng như thế mà thôi, không ngờ về sau điệu bộ quá rõ ràng của con Jolico làm cho tôi tin chắc. Chú khỉ muốn đứng lên, tôi phải hết sức giữ chú lại. Rồi thì chú đòi bộ quân phục cấp tướng nước Anh của chú cái áo cài lon vàng cái quần viền vàng cái mũ đại lễ đính tròm lông trắng chú chắp tay lại chú quỳ xuống để van xin cho thiết tha hơn khi thấy rằng van xin không ăn thua gì chú xoay qua ngón giận dữ cuối cùng thì tuôn nước mắt ra để làm cho tôi mùi lòng rõ ràng là tối nay không dễ dàng gì thuyết phục chú bỏ cái ý định thủ vai trò quen thuộc của chú bởi vậy tôi nghĩ tốt hơn hết là khi nào đi diễn thì nên giấu không cho chú biết khốn thay cụ Vitais không biết những sự việc xảy ra ở nhà trong lúc cụ đi vắng. Khi về, bước chân vào buồng cụ bảo ngay rằng tôi phải chuẩn bị đàn và những vật liệu cần thiết cho biểu diễn. Jolie v. V. vẫn nghe quen những tiếng ấy, nên hiểu ngay. Nó lại dở trò văn nài, nhưng lần này thì văn nài với ông chủ nó. Nó kêu nhiều tiếng khác nhau, nó cau mày nhíu mắt, cả thân hình nó làm điệu bộ. Tất cả những cái ấy diễn đạt những ý muốn của nó quá rõ. Tôi tưởng dù nó có nói lên lời, cũng chỉ đến thế là cùng. Những giọt nước mắt đầm đìa trên má nó rõ ràng là những giọt nước mắt, và những cái hôn nó đặt lên bàn tay cụ Vitalis cũng thật sự là những cái hôn. Còn muốn đóng trò à, cụ Vitalis hỏi, vâng, vâng, toàn thân nó đáp, dô cơ bé bỏng, tội nghiệp con, còn ốm kia mà, hết ốm rồi, người nó lại, kêu to, lên như thế. Trông cảm động quá cái cảnh con vật bé bỏng bị bệnh nặng đã kiệt sức mà còn hăng hái kêu xin được ra trò khẩn khoản văn nài làm đủ mọi cách để thuyết phục chúng tôi nhưng chiều ý nó thì cũng bằng giết nó đã đến giờ phải ra chợ biểu diễn tôi khuân mấy khúc củi tướng chất một đống lửa to trong lò sưởi cứ chỗ củi ấy thì cháy còn lâu mới hết tôi bọc jolieker trong chăn hết sức chu đáo nó khóc rầm rề nó hôn tôi mãi không thôi xong đâu đấy chúng tôi ra đi Cụ Vitalis vừa đi đường vừa giảng cho tôi nghe việc tôi phải làm. Không thể diễn những tiết mục quen thuộc của chúng tôi vì thiếu diễn viên chính. Cho nên con Capi và tôi phải tận tình trổ hết tài nghệ. Phải thu những 40 phở răng kia mà, 40 phở răng cái đó mới là khoản kinh khủng. Cụ Vitalis đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, chỉ còn việc thắp nến lên mà thôi. Nhưng đó là một món xa xỉ phẩm chỉ được dùng khi nào khách đến đông đủ vì phải làm sao cho nến cứ sáng mãi cho đến lúc diễn hết chương trình. Khi chúng tôi vào dạp hát thì anh đánh trống rảo qua các đường làng một lần nữa. Tiếng trống của anh vang lên khi gần khi xa cũng tùy con đường quanh co uốn lượn như thế nào đó. Khi đã trang điểm cho con capi và phần tôi cũng hóa trang xong rồi, tôi ra đứng sau một cái trụ để xem khách đến. Lát sau, tiếng trống nghe gần lại và chen với tiếng trống có tiếng ồn ào ở ngoài đường đó là tiếng cười nói của một toán trẻ con độ chừng hai mươi đứa, chúng bước đều theo tiếng trống. Anh đánh trống đứng giữa hai ngọn đèn lồng thấp ở cửa rạp và tiếp tục đánh liên hồi. Rõ ràng là công chúng chỉ còn vào rạp ngồi để chờ khai diễn. Chào ôi, trống đến thì cứ túc ran lên, hùng dũng, vui vẻ, mà sao người xem đến chậm thế? Bọn trẻ con trong làng đã vào rạp, có lẽ đủ mặt tất cả ngồi yên chỗ. Nhưng với trẻ con thì làm gì thu góp nổi 40 phở răng? Chúng tôi cần những nhân vật tay mắt, túi tiền nặng và bàn tay vung ra một cách dễ dàng. Mặc dù dạp còn vơi khách, cụ chủ cũng quyết định diễn. Không thể chờ nữa vì nến là vấn đề ngặt nghèo, tôi phải ra trò trước hết. Vừa đệm đàn, tôi vừa hát hai bài hát ngắn, thành thực mà nói thì tiếng vỗ tay hoan hô cũng thưa thớt. Ở tôi lòng tự ái của người diễn viên vốn không sâu sắc lắm, nhưng trong trường hợp lúc bấy giờ, sự lạnh nhạt của khán giả khiến tôi buồn phiền. Nếu họ không thích thì họ có bỏ tiền ra đâu. Tôi không hát vì danh vọng. Tôi hát vì con dô tội nghiệp của tôi. Tôi chỉ muốn làm xúc động khán giả. Ôi, tôi muốn làm sao cho họ say xưa, họ mê mẩn. Nhưng nhìn xuống cái gian chợ chập chờn những bóng đen hình thù kỳ dị tôi thấy tưởng như tôi không làm cho họ thích thú và họ chưa chịu rằng tôi là một kỳ quan. Còn Capi tốt số hơn. Người ta vỗ tay hoan hô nó đến mấy lần, vỗ tay nhiệt liệt buổi biểu diễn tiếp tục cho đến hết và nhờ Capi, đã chấm dứt trong tiếng hoan hô vang dậy. Người ta vỗ tay chưa đủ, người ta còn dậm chân nhảy lên nữa, giờ phút quyết định đã đến. Trong khi cụ Vitalis đánh đàn cho tôi nhảy một điệu nhảy Tây Ban Nha thì Capi ngậm cây Âu trong mồm, lần lượt đi qua các dãy ghế. Nó có thu được 40 phở răng hay không? Ý nghĩ ấy làm quặn lòng tôi, tuy ngoài mặt tôi cố tươi cười với khán giả. Tôi nhảy đã hết hơi mà vẫn cứ phải nhảy. Tôi chỉ có thể nghỉ khi nào Capi mang Âu tiền về. Nó thì nó không vội vã. Có ai không bỏ tiền cho nó thì nó đưa chân vỗ nhẹ nhẹ vào cái hầu bao còn buộc chặt của người ấy. Cuối cùng thấy nó về, tôi toan ngừng nhảy. Nhưng cụ Vitalis ra hiệu tôi tiếp tục. Tôi vừa nhảy vừa nhích lại gần con Capi. Tôi thấy Âu tiền chưa đầy, còn phải nhiều nữa mới đầy. Cụ chủ tôi cũng đã ước được khoản thu. Cụ đứng lên nói với khán giả, thưa chư vị khán giả, chúng tôi tưởng có thể nói không ngoa rằng chúng tôi đã thực hiện cái chương trình hứa hẹn. tuy vậy vẫn còn nến, cho nên nếu chưa vị khán giả vui lòng thì tôi xin hát hầu chưa vị khán giả vài khúc. còn capi sẽ đi diễu qua một lần nữa. mong rằng quý vị khán giả nào lần trước chưa kịp tỏ ra hào phóng thì lần này sẽ nhanh tay hơn. chúng tôi hân hạnh báo trước để quý vị khán giả ấy chuẩn bị đi thì vừa. mặc dù cụ vitalis là thầy dạy hát của tôi, tôi chưa bao giờ nghe cụ hát thật sự hát như tối hôm đó. Cụ chọn hai bài hát mà ai cũng biết, chỉ có riêng tôi lúc đó là không, bài ca về chàng Joseph, mới qua tuổi ấu thơ, và bài ca về vua Richard Dũng mãnh. Ôi! Richard, vui hạ, thừa ấy, tôi làm gì biết phán đoán người ta hát hay, hay là không hay, có nghệ thuật hay không có nghệ thuật. Tôi chỉ biết nói sự xúc động mà giọng hát của cụ làm nảy ra trong lòng tôi, từ chỗ xó sân khấu mà tôi đã lui vào tôi đứng nghe mà nước mắt rơi lã chả. Qua là nước mắt, tôi trông thấy một thiếu phụ ngồi hàng đầu vỗ tay sôi nổi. Tôi đã chú ý đến bà ấy từ trước, vì đó không phải là một phụ nữ nông thôn như những người đàn bà khác trong cử tọa. Đó là một bà thượng lưu rõ rệt, trẻ, đẹp, tôi đoán là giàu nhất làng, vì có áo lông cừu. Bên cạnh bà, có một chú bé, chú vỗ tay hoan hô capi tợn lắm. Chắc là bà con bà, vì nó giống bà như đúc sau bài hát thứ nhất capi đi thu tiền lần nữa tôi ngạc nhiên biết bao khi thấy bà thiếu phụ ấy không bỏ đồng nào vào âu cả khi cụ chủ hát xong bài hát về richard thì bà ra hiệu cho tôi lại gần bà bảo ta muốn được tiếp chuyện với chủ em tôi cũng hơi lấy làm lạ tại sao cái bà thượng lưu xinh đẹp ấy lại muốn gặp chủ tôi theo tôi thì bà bỏ tiền vào âu của con capi là tốt hơn hết tuy nghĩ vậy tôi vẫn đem lời bà thưa lại với cụ vitalis lúc đó capi trở về và số tiền thu đợt thứ hai này còn ít hơn lần trước cụ vitalis hỏi bà ấy muốn gì nói chuyện với ông ta không có chuyện gì để nói với bà ấy cả bà chưa bỏ gì vào âu capi có lẽ bà muốn cho tiền nó thế thì con capi cần đến chứ không phải là ta tuy nói vậy cụ cũng đành lòng gặp bà cụ dắt con capi theo tôi đi sau lúc bấy giờ người hầu của bà ấy đã đến đứng bên cạnh bà và cậu bé hắn mang theo một tấm chăn và một chiếc đèn lồng cụ vitalis bước lại nghiêng đầu chào bà ấy nhưng chẳng có vẻ là vồn vã cụ tha lỗi cho tôi đã quấy dày cụ bà ấy nói tôi muốn được tỏ bày lòng cảm phục đối với cụ cụ vitalis nghiêng mình không nói bà ấy tiếp, tôi là nhạc sĩ nói thế để cụ biết tôi xúc động vì tài hoa lỗi lạc của cụ đến mức nào tài hoa lỗi lạc ở ông chủ tôi cụ vitalis cái người hát rong người siếc khỉ ấy ư tôi vô cùng kinh ngạc tài hoa gì ở một lão già quèn như tôi cụ vitalis đáp cụ đừng tưởng tôi tọc mạch vô duyên không đâu dù bà có tọc mạch muốn biết thì cũng có khó gì đâu tôi sẵn sàng làm cho bà hài lòng thưa bà bà thấy một người siếc khỉ mà hát tàm tạm được thì ngạc nhiên chứ gì không phải ngạc nhiên mà kính phục duyên do đơn giản thôi ngày trước không phải bao giờ tôi cũng như bây giờ ngày trước trong thời niên thiếu thời ấy đã qua lâu lắm rồi tôi là vâng tôi là người hầu của một bậc danh ca và tôi bắt chước chủ tôi cũng như con vẹt học nói tôi học lỏm một đôi bài mà chủ tôi thường tập dượt trước mặt tôi có thế thôi bà khách không trả lời mà lại ngắm cụ vitalis một lúc lâu đứng trước mặt bà cụ chủ tôi có vẻ như lúng túng xin chào ngài ạ à. bà khách nhấn mạnh vào tiếng ngài mà bà nói với giọng rất lạnh lùng chào ngài thưa ngài và một lần nữa xin cảm ơn ngài về những giây phút cảm động tôi vừa được hương rồi cúi xuống con capi bà đặt trong âu của nó một đồng vàng tôi tưởng cụ vitalis sẽ tiễn bà ấy ra cửa nhưng không cụ không làm thế bà đi cách mấy bước thì cụ lẩm bẩm trong miệng hai ba tiếng nguyền rùa nước italy tôi nói bà ấy đã cho con capi những một đồng vàng kia mà cụ giơ tay lên tôi tưởng cụ sắp cho tôi một cái tát nhưng cụ ngừng lại cụ nói như người vừa tỉnh mộng một đồng vàng à phải đúng rồi tội nghiệp con Jolico thế mà ta quên đi chứ phải mau về với nó chúng tôi thu dọn rất chóng và lát sau thì về đến quán trọ tôi leo lên các bậc thang trước ai hết và chạy sổ vào buồng lửa chưa tắt nhưng không còn ngọn nữa tôi lấy làm lạ sao không nghe tiếng động của Jolico bèn vội vã châm một ngọn nến rồi đưa mắt tìm con khỉ Jolico nằm dài trên chăn nó diện bộ quân phục cấp tướng và có vẻ như đang ngủ. Tôi cúi xuống và nắm nhẹ nhẹ tay nó để nó khỏi giật mình. Cái bàn tay ấy lạnh ngắt, vừa lúc ấy Cụ Vitalis bước vào buồng. Tôi quay lại cụ, "Ông ơi, con Joliker lạnh ngắt, cụ Vitalis cúi xuống bên tôi. Ôi thôi, nó chết rồi. Thế tất phải như thế chứ không sao tránh khỏi. Cháu thấy không, Remy, ông không để cháu ở lại với bà Milligan có lẽ là không đúng." như tuồng trời định phạt ta hay sao ấy. Đã dẹp donchê, nay còn Jolico nữa. Dễ đã hết đông, chương 16, vào Paris, chúng tôi còn cách Paris xa lắm. Chúng tôi phải ra đi trên những con đường phủ tuyết, từ sáng đến tối, gió bấc tạt vào mặt. Những chặng đường dài ấy mới buồn bã làm sao, cụ Vitaris đi đâu, tôi theo sau, còn Capi nối gót tôi. Chúng tôi đi hàng một như thế, hàng không dài mấy, suốt trong mấy tiếng đồng hồ liền, chẳng ai nói với ai nửa câu, mặt mày tái mét vì gió lạnh, chân ướt đẫm, bụng trống không. Khách đi đường dừng lại nhìn đoàn chúng tôi diễu qua, chắc chắn là trong đầu họ lại nảy ra những ý nghĩ kỳ quặc. Cái ông già lênh khênh ấy bắt thằng bé con kia và con chó nọ đi đâu thế nhỉ? Sự im lặng làm cho tôi khổ lắm, tôi muốn bô bô lên cho choáng người đi, nhưng mỗi khi tôi hỏi, cụ Vitalis chỉ trả lời nhát gừng mà cũng chẳng buồn quay đầu lại cũng may có con capi cười mở hơn lắm khi tôi đang đi bỗng thấy có cái gì ẩm ướt dính trên bàn tay đó là lưỡi con capi nó liếm tay tôi để nói với tôi cậu bạn ơi còn có tôi đây tôi capi bạn của cậu đây thế là tôi vừa đi vừa dịu dàng vuốt ve nó cử chỉ chiều mến của tôi cũng làm cho nó dễ chịu như cử chỉ chiều mến của nó làm cho tôi dễ chịu hai chúng tôi hiểu nhau và yêu nhau tình bạn đó là nguồn an ủi cho tôi và tôi tin chắc cũng là nguồn an ủi cho nó trái tim của một con chó cũng dễ cảm kích như trái tim của một chú bé con sự ve vuốt của tôi an ủi được con capi nhiều lắm cơ hồ làm nó quên cái chết của hai bạn nó nhưng đôi lúc thói quen lại mạnh hơn những lúc ấy capi đột nhiên dừng lại bên giường như để nhìn toán chó của nó đi lên giống như cái thời nó còn là toán trưởng cứ phải luôn luôn kiểm tra lại đội ngũ của mình cảnh ấy chỉ diễn ra một thoáng thôi, rồi ký ức của nó lại thức tỉnh. Nó sực nhớ ra vì sao toán nó không diễu qua nữa. Thế là nó vượt chạy lên vượt chúng tôi và nhìn cụ Vitalis phân trần rằng nó vẫn làm phận sự. Còn Don che và Zepino không đi theo đoàn là vì chúng không thể theo được nữa. Nó làm cái việc ấy với đôi mắt linh hoạt, thông minh đến nỗi chúng tôi cảm thấy lòng xe lại. Còn Capi làm như vậy càng khiến cho cuộc hành trình của chúng tôi buồn thêm chúng tôi cần phải giải trí kia, nhất là tôi, tuyết như phủ trắng toát khắp đồng quê, không có mặt trời, chỉ có một thứ ánh sáng màu nâu nâu, nhàn nhạt, nhạt, Không có hoạt động gì ngoài đồng, không có một nông dân nào làm việc ở ruộng. Không có tiếng ngựa hí, tiếng bỏ giống, chỉ có tiếng cuốc cuốc của mấy con quả đậu trên chót vót những ngọn cây trụi lá. Chúng kêu đói, chúng không tìm thấy một chỗ nào để đổ xuống bắt vài con bọ, con run. Đi quanh các xóm làng, không thấy nhà nào mở cửa chỉ có im lặng và quạnh hiu trời rét cắt ra như thế này người ta đành ngồi nhà trụm quanh bếp lửa hoặc là làm việc trong chuồng bò trong vựa đóng kín cửa thế mà trên đường thiên lý khi thì gồ ghề khi thì trơn như mỡ chúng tôi cứ phải xăm xăm đi một mạch không dừng lại không giờ phút nghỉ ngơi ngoài giấc ngủ đêm đêm trong một chuồng ngựa hay chuồng cừu nào đó mỗi buổi chiều chúng tôi ăn một màu bánh mì mỏng dính Thay cho cả bữa trưa và bữa tối Khi được người ta cho ngủ ở chuồng cừu Thì chúng tôi cho là may mắn lắm Vì cừu chuyển hơi ấm cho chúng tôi Lại đưa mùa cừu nuôi con Những người chăn cừu đôi khi cho tôi uống một ít sữa Chúng tôi không nói rằng Chúng tôi đói gần chết Nhưng khéo léo như thường lệ Cụ Vitalis A à, Thằng bé nó ưa sữa cừu lắm Vì lúc nhỏ nó quen uống sữa cừu Cho nên bây giờ người thấy mùi sữa cừu Thì nó nhớ tới quê nhà nó Câu chuyện bịa ấy không phải lúc nào cũng mang lại kết quả. Nhưng khi những người chăn cừu nghe lọt tai thì tôi ấy, tôi được uống một bữa sữa sung sướng. Vâng đúng thế, tôi ưa sữa cừu đứt đi rồi, tối nào tôi được uống y như rằng sáng hôm sau tôi thấy người khỏe ra và tươi tỉnh lại. Trên con đường dài, cột số này tiếp cột số kia, đoạn đường này đến đoạn đường nọ, chúng tôi đã đến gần Paris. Giá như cột số bên đường không mách cho tôi biết đi nữa thì tôi vẫn cứ nhận thấy điều đó vì xe cộ người ngựa đi lại nhiều hơn, vì màu tuyết trắng trên mặt đường khác đi, bẩn hơn tuyết trong đồng bằng sâm panh nhiều. Tôi thấy làm lạ rằng thôn quê nơi đây cũng chẳng có gì đẹp hơn, làng mạc cũng chẳng có gì khác những nơi chúng tôi đã đi qua mấy hôm trước. Tôi đã từng nghe nói đến các kỳ quan của thành phố Paris nhiều quá, cho nên tôi ngây thơ tưởng rằng phải có những gì khác thường báo trước những kỳ quan ấy từ xa kia nói cho đúng thì tôi không biết tôi chờ đợi cái gì. Tôi cũng không dám hỏi, nhưng rõ ràng là tôi chờ đợi những cái kỳ diệu, cây vàng lá ngọc, phố xã gồm toàn lâu đài cầm thạch, dân thành phố đi lại toàn mặc nhung lụa. Tôi cho là tất nhiên phải như vậy, dù có chú ý tìm những cây vàng lá ngọc tôi vẫn thấy rằng khách đi đường ở đây không nhìn chúng tôi nữa, họ vội quá đi chăng? Hay là họ đã quen với nhiều cảnh đau thương hơn cảnh chúng tôi? Nghĩ thế, tôi không yên lòng một chút nào cả chúng tôi đến Paris làm gì, nhất là lại trong tình trạng xác sơ như thế này. Tôi lo lắng tự hỏi, câu hỏi ấy cứ lớn vẩn trong đầu óc tôi suốt chặng đường dài. Tôi muốn hỏi cụ Vitalis xem thế nào, nhưng tôi không dám vì cụ mặt ù mày trong, khi nói gì thì rất vắn tắt. Nhưng rồi một hôm cụ đi lùi xuống đi kể bên tôi. Trông cách cụ nhìn tôi, tôi biết cụ sắp nói cho tôi cái điều mà tôi mong đợi. Lúc ấy vào buổi sớm thầy trò chúng tôi vừa nghỉ đêm lại ở một trại tá điền gần một xã lớn. Đọc trên mấy tấm biển xanh dọc đường thì biết làng ấy là làng Boise xanh lazer. Chúng tôi lên đường từ lúc tờ mờ sáng, sau khi men theo bờ tường khu vườn lớn rồi xuyên qua làng Boise xanh lezer theo chiều dọc thì đến một cái dốc. Từ trên đầu dốc trông ra trước mặt, chúng tôi thấy một luồng khí đen to như một đám mây bay lơ lửng trên một thành phố mênh mông. Phố xã chưa nhìn thấy, chỉ có mấy công trình kiến trúc nhô lên. Tôi dương to đôi mắt cố nhìn cho rõ trong cảnh hỗn độn những mái nhà, những hình tháp những gác chuông lẫn trong sao mù và hơi khói. Thì cụ bước chậm lại để cho tôi đi kề cụ. Thế là cuộc sống của chúng ta thay đổi rồi đấy. Cụ nói câu ấy như nói tiếp một câu chuyện đã trao đổi từ lâu. Chừng 4 tiếng đồng hồ nữa thì chúng ta vào Paris. Ồ, thế ở đằng kia là Paris đây ạ? hẳn rồi ngay khi cụ vitalis nói cho tôi biết thành phố ở trước mặt là paris thì có ánh nắng ở trên trời lóe xuống và trong chớp mắt tôi thấy lấp lánh những tia vàng đúng rồi tôi không lầm đâu nhất định tôi sẽ tìm thấy cây vàng lá ngọc cụ vitalis nói tiếp đến paris thì ông cháu ta sẽ chia tay nhau trời bỗng dưng tối sầm lại tôi không trông thấy cảnh vàng lá ngọc đầu nữa tôi quay lại nhìn cụ vitalis cụ cũng nhìn tôi thấy mặt tôi tái đi môi tôi run rẩy cụ đoán biết tôi xúc động cháu lo lắm phải không và cũng buồn nữa ông đoán thế tôi trấn tĩnh lại nói thưa ông phải chia tay nhau à tội nghiệp cháu quá câu nói của cụ nhất là giọng nói của cụ làm cho tôi rớm nước mắt đã từ lâu rồi tôi có được nghe một lời nói âu yếm nào đâu tôi kêu ôi chao ôi ông tốt quá chính cháu mới tốt cháu là một cậu bé ngoan nhỏ người mà tốt bụng cháu thấy không trong đời ta có những lúc ta dễ thừa nhận những điều như vậy mà cảm kích khi mọi việc yên ổn thì ta cứ cạm cụi đi con đường của ta không thèm quan tâm đến những kẻ cùng đi với ta nhưng khi mọi việc đều chẳng ra gì khi ta cảm thấy đương gặp bước gian chuân, nhất là khi ta đã già nua không tin tưởng ở ngày mai nữa thì ta cần tựa vào những người chung quanh ta ta hết sức sung sướng được nhìn thấy có họ bên cạnh mình nói rằng ông tựa vào cháu thì cháu lấy làm lạ lắm có phải không? Ấy mà đúng như thế đấy, chỉ một việc nhìn cháu nghe lời ông nói mà mắt cháu nhòa lệ, ông cũng đã nhẹ bớt phiền não một phần. Vì bé Remy ơi, ông cũng khổ tâm như cháu vậy. Những lời nói của cụ Vitalis sau này, khi tôi cũng có một người để yêu mến, tôi mới nghiệm thấy là đúng. Cụ Vitalis tiếc cảnh nghịch ở chỗ người ta phải xa nhau ở những giờ phút người ta mong dịch lại gần nhau nhất. Tôi rụt rè thưa, nhưng ông không nỡ bỏ cháu bơ vơ giữa thành phố Paris này chứ. Hẳn là không, ông có định để cháu bơ vơ đâu, cháu nên yên trí là thế. Tội nghiệp cháu, cháu của ông biết xoay sở như thế nào chứ, và lại ông không có quyền bỏ cháu, cháu phải tự bảo mình như vậy. Cái ngày mà ông không thuận giao cháu cho bà phu nhân phúc hậu định cưu mang cháu và nuôi dạy cháu như con bà thì ông đã tự nhận trách nhiệm nuôi dạy cháu hết sức của ông. Nhưng khổ thay ông gặp phải toàn nghịch cảnh hiện nay ông không làm gì được cho cháu vì vậy ông mới định chia tay với cháu không phải chia tay mãi mãi đâu chỉ tạm trong ít tháng thôi để ông cháu ta mỗi người có thể sống đắp đổi qua những ngày cuối đông giá rét này mấy tiếng nữa ta sẽ đến paris cả đoàn chúng ta còn lại mỗi con capi thì cháu nghĩ chúng ta còn làm ăn gì được con capi nghe nhắc đến tên nó thì chạy lại ngồi thẳng trước mặt chúng tôi nó đưa chân lên tay chào theo kiểu nhà binh rồi nó lại để chân lên trước ngực như cố ý nói rằng chúng tôi có thể tin ở sự trung thành của nó trong hoàn cảnh bây giờ cử chỉ của con capi không làm dịu nỗi xúc động trong lòng chúng tôi cụ vitalis dừng lại một chốc đưa tay xoa đầu nó nói con cũng thế con là một con chó tốt capi ạ à? nhưng ở đời lòng tốt không nuôi sống được ai phải có lòng tốt để giúp cho những người quanh ta sống có hạnh phúc nhưng cũng cần phải có cái khác nữa mà cái ấy thì chúng ta không có. Cháu nghĩ chúng ta còn làm gì được với mỗi mình con Capi? Cháu hiểu đấy chứ, cháu hiểu rằng bây giờ chúng ta không thể nào diễn trò được chứ. Thưa ông, đúng như vậy, diễn trò thì lũ trẻ danh sẽ gieo hò chế diễu chúng ta, mặc dù vậy mỗi ngày chúng ta không thể kiếm nổi quá 20 xu đâu. Với 20 xu mỗi ngày chúng ta sẽ sinh sống ra sao? Hơn nữa những ngày mưa, những ngày tuyết, những ngày rét to, mà có vẻn vẹn hai mươi xu thì coi như không có gì thế cây đàn của cháu không được việc gì ư giá ông có hai đứa bé như cháu thì có lẽ cũng không đến nỗi nào như một già một trẻ như hai ông cháu mình thì chả được việc gì ông cũng chưa thật già lắm nếu ông già lụ cụ hay mù lòa thì nhưng khốn nạn thay ông chỉ mới là ông bây giờ nghĩa là chưa đủ khiến người ta thương hại ở paris qua đường đều vội vàng đi công việc của họ muốn cho họ động lòng thương xót thì có lẽ phải có thân hình tả tơi thảm hại và phải biết ngửa tay xin không ngượng ngùng xấu hổ điều đó thì chọn đời mãn kiếp ông vẫn chịu thôi không làm được chúng ta phải tìm cách khác kia bởi vậy ông đã suy nghĩ và quyết định như thế này ông sẽ nhường cháu cho một nhà bầu gánh trẻ con cho đến hết mùa đông hắn sẽ mướn cháu đánh thụ cầm đồng thời với nhiều trẻ em khác khi nhắc đến cây đàn của tôi tôi không hề nghĩ đến chuyện như vậy cụ Vitaix không để cho tôi nói nốt, cụ nói tiếp, phần ông thì ông sẽ dạy tụ cầm, vĩ cầm, kèn bị, cho lũ trẻ ý làm việc ở các đường phố Paris. Ở Paris nhiều người biết ông, ông đã ở đây nhiều lần, ngay lúc ông đến làng cháu, thì cũng từ Paris mà đi đấy. Ông chỉ cần nói dạy đàn là tìm ra thừa chỗ dạy. Chúng ta sẽ sống được chỉ mỗi cái ông một nơi cháu một nơi thôi. Rồi thì trong khi dạy đàn thì ông kiếm hai con chó mà tập để chúng thay thế con Zepino và con Donche. Ông tập khẩn trương và đến mùa xuân, ông cháu mình lại lên đường và sẽ không rời nhau nữa. Cháu Remy à, có gan phấn đấu thì rồi thời vận xấu cũng hóa tốt. Có gan phấn đấu, đó chính là cái ông đòi hỏi ở cháu hiện nay, đồng thời phải biết nhẫn nại chịu đựng nữa. Phải chịu thế ít lâu thôi, sau này thì mọi việc sẽ tươi hơn sang xuân chúng ta lại sẽ sống cuộc đời tự do của ta. Ông sẽ đưa cháu đi sang Đức, sang Anh, thế rồi cháu sẽ trưởng thành, đầu óc sẽ mở mang ra. Ông sẽ dạy cháu lắm điều hay và rèn luyện cháu thành con người thực sự. Trước mặt bà Milligan ông đã hứa như vậy, ông sẽ giữ lời hứa. Ông bắt đầu dạy tiếng Anh, tiếng Pháp, 15, tiếng Italy cho cháu cũng là để chuẩn bị những cuộc hành trình ấy. Với tuổi cháu mà biết được như vậy cũng đã là khá lắm rồi đó là chưa kể cháu đã trở nên vạm vỡ rắn chắc. Rồi cháu xem, bé Remia à, chưa phải là hỏng cả đông, sắp xếp như vậy có lẽ là thích hợp nhất đối với hoàn cảnh chúng tôi bây giờ. Nhưng mà những phản ứng đầu tiên của tôi đâu có giống những ý nghĩ lúc bình tĩnh về sau. Trong các điều ông cụ nói, tôi chỉ thấy có hai điều: một là sự chia ly, hai là thằng cha bầu gánh trẻ con, trong khi đi qua các làng mạc, các đô thị, tôi đã từng gặp một số những thằng cha bầu đó. Chúng điều khiển lũ trẻ vớ được đây đó bằng gậy, bằng heo. Chúng chẳng giống ông cụ Vitalis một chút nào. Chúng độc ác, chúng bất công, chúng khó tính, chúng say rượu lè nhè, mồm cứ luôn luôn văng tục, tay luôn dơ cao trực đánh. Tôi có thể lọt vào tay một thằng cha gớm ghiếc như thế. Mà có may mắn gặp một anh chủ tốt đi nữa, thì cũng vẫn là một sự thay đổi. Mẹ nuôi tôi, xong đến cụ Vitalis rồi đến một người khác nữa. Tôi phải chịu mãi cái số kiếp ấy ư tôi không bao giờ giữ được một người thân để yêu thương trọn đời chăng? Dần dần tôi đã thấy quyến luyến cụ Vitalis như một người cha già, mà nay cũng phải rời cụ. Thế là tôi sẽ không bao giờ có cha hay sao? Không bao giờ có gia đình hay sao? Tôi phải luôn luôn là một đứa trẻ côi cút trên đời này ư? Luôn luôn này đây mai đó trên mặt đất mênh mông, không có chỗ nào dừng chân độ bến chăng? Tôi có nhiều điều muốn nói lại với cụ chủ, bao nhiêu nghẹn ngào uất ức cứ từ tim trào lên miệng nhưng tôi nén xuống, cụ chủ đã bảo tôi là phải có gan, phải nhẫn nại. Tôi muốn vâng lời cụ để cụ khỏi phiền muộn thêm, và lại, cụ không còn đi bên cạnh tôi nữa. Hình như cụ đoán biết tôi sắp nói gì và sợ nghe những điều ấy nên cụ rào bước đi lên phía trước. Tôi theo cụ và giây lát sau thì thầy trò chúng tôi vượt qua một cái cầu đầy bùn bắc qua một con sông nhỏ. Tôi chưa bao giờ thấy có một cái cầu lầy lội đến như thế tuyết phủ lên mặt đường thành một lớp bùn xình lội đến mắt cá. Qua khỏi cầu thì đến một làng có đường xá hẹp lắm, khỏi làng ấy thì lại đồng bằng nữa, nhưng đồng bằng mà ngổn ngang bao nhiêu là nhà cửa tồi tàn nghèo khô. Trên đường cái, xe cộ nối tiếp nhau ngược xuôi liên miên. Tôi bước lên cho gần cụ Vitalis rồi đi bên phải cụ, còn Capi thì bám sát gót chúng tôi. Lát sau hết cảnh thôn quê, chúng tôi vào phố xá và đi trên một đường phố không non thấy đằng cuối hai bên đường chạy dài những nhà cửa nhưng tồi tàn, dơ bẩn, xấu xí hơn ở Bóc Đô, Tulu và Ly Ông nhiều. Người ta cào tuyết dồn lại đây đó thành từng đống và trên mấy đống tuyết đen xỉ và cứng ngắc ấy họ vứt cho, rau quả ôi và rác rưởi đủ thứ. Không khí sực mùi hôi thối, những trẻ con chơi ngoài phố trông xanh sao quá, những chiếc xe nặng nề chạy liên tiếp trên đường, lũ trẻ này đều tránh một cách nhanh nhẹn, tưởng như không cần lưu ý. Tôi hỏi, "Cụ Vitalis, đây là đâu?" "Thưa cụ, Paris đấy, cháu ạ." À, "Paris? Có thể như thế được chăng? Paris ấy à? Thế thì những tòa nhà cầm thạch của tôi đâu? Và đâu là những khách qua đường mặc toàn nhung lụa? Sao mà cảnh thực xấu xí, tồi tàn đến thế? Đây là thành phố Paris bao lâu nay tôi thiết tha mơ ước à?" "Chào ôi, thế mà đúng như vậy đấy. Thế mà ở chốn này tôi sắp phải sống hết mùa đông xa cụ Vitalis và xa con Capi." Chương 17 một ông bầu gánh trẻ con ở phố L.O.U.A.C.I.N.E. dù mọi vật xung quanh tôi đều có vẻ ghê tởm, tôi vẫn chố mắt nhìn Tôi hình như quên tình cảnh đáng lo của mình để nhìn ngó xung quanh càng đi sâu vào Paris những điều trông thấy càng xa lạ đối với những mộng tưởng ngây thơ những mơ huyền ước Hão của tôi mấy rãnh nước vẫn đóng băng bùn trộn lẫn tuyết với băng vụn. càng đi sâu vào thành phố càng thấy đen ngòm những chỗ nào lầy ướt thì khi xe cổ đi qua bùn bắn phền phệt lên từng mảng dày, chập vào mặt kính các cửa hàng tồi tàn và dơ bẩn. Rõ ràng là Paris không bì được với Bordeaux, chúng tôi đi đến một đường phố đông có vẻ khá hơn phố vừa đi qua. Càng đi thì càng thấy các cửa hiệu to hơn, đẹp hơn. Đi một lúc lâu thì cụ Vitalis rẽ bên phải và thế là chúng tôi đi vào một khu phố hết sức nghèo khổ. Những ngôi nhà cao và đen xỉ mái tiếp mái trông như liền nhau một dòng nước không đóng băng chảy giữa đường phố và bất chấp hôi thối, một đám người đông đặc dẫm lên nền đường nhầy nhụa mà đi. Tôi chưa bao giờ thấy những gương mặt xanh sao vàng võ như gương mặt họ. Cũng chưa bao giờ tôi thấy trẻ con táo bảo như những đứa trẻ đang đi đi lại lại giữa những người khách qua đường này. Quán rượu khá nhiều, có nhiều người đàn ông đàn bà đứng uống rượu và gào thét in ỏi trước mấy quầy hàng bọc thiếc. Tôi đọc được cái tên phố Lossi ở góc tường một ngôi nhà hình như cụ Vitalis đã có ý định sẽ đi tới chỗ này. Cụ đưa tay ấy nhẹ nhàng người vướng lối cụ. Tôi theo sát cụ, cụ bảo, coi chừng kẻo lạc ông đấy. Nhưng lời dặn bảo ấy cũng bằng thừa. Tôi luôn luôn sát gót cụ và muốn cho chắc chắn hơn. Tôi nắm chặt áo cụ. Thầy trò chúng tôi đi qua một cái sân rộng và một lối đi, rồi đến một thứ hang sâu mập mờ, xanh xanh, có lẽ ở đấy ánh nắng không bao giờ lọt vào. Cái chỗ này còn sâu xí, còn dễ sợ hơn tất cả những gì mà tôi đã thấy cho tới đây một người đương soi đèn lồng để mắc những miếng tã rách lên tường cụ vitalis hỏi hắn garofoli có nhà không không biết cụ cứ lên xem cụ biết hắn ở đâu rồi chứ đi hết thang gác thì thấy cửa ngay trước mặt garofoli là người bầu mà ông đã nói chuyện với cháu hắn ở đây cụ vitalis vừa nói thế vừa chỉ thang gác cho tôi các bậc thang tường như khoét vào trong lớp đất sét ướt vậy bởi vì nó bết một lớp đất cứng, trơn tuột, đường phố, ngôi nhà, cây thang gác, chẳng có chút gì làm cho tôi yên lòng cả. Vậy còn ông chủ thì ra sao? Thang gác có bốn tầng, lên đến đầu cầu thang thì cụ Vitalis xô cái cửa ở trước mặt và thế là thầy trò chúng tôi bước vào một gian phòng lớn, hay nói cho đúng, một thứ vựa chứa khá rộng, ở giữa phòng có một khoảng trống lớn, bốn bên kê khoảng mười cái gương. Tường và trần nhà không thể nói là màu gì, ngày xưa thì trắng đấy nhưng rồi khói ám vào và bụi bặm cáu bẩn đủ thứ dính lên làm cho lớp vôi tô ngoài hóa đen đi và lộ chỗ từng mảng bị chóc ra hay bị thùng hẳn trên tường bên cạnh hình một cái đầu người vẽ bằng than có nhiều hoa và chim khắc chìm cụ vitalis vừa bước vào vừa hỏi garofoli anh ở xó nào thế sao không thấy ai cả lên tiếng đi anh già vitalis đang gọi anh đấy dưới ánh sáng tù mù của ngọn đèn dầu hỏa treo trên tường Gian phòng có vẻ vắng người thật. Tuy vậy, sau tiếng cụ chủ tôi gọi, có một giọng yếu ớt, quê hoài, một giọng trẻ con cất lên trả lời: "Ngài Garofoli không có nhà. Hai tiếng đồng hồ nữa ngài mới về. Đồng thời, cái người trả lời chúng tôi cũng ló mặt ra. Đó là một chú bé độ mười tuổi. Chú lê chân về phía chúng tôi. Hình thù của chú đột nhiên đập mạnh vào giác quan của tôi. Đến nỗi ngày nay tôi vẫn như nhìn thấy chú trước mặt. Nói cho đúng thì chú không có thân mình." một cái đầu to tướng không cân xứng với con người cái đầu ấy tưởng chừng như gắn liền với đôi chân như các bức biếm họa được ưa chuộng mấy năm trước đây cái đầu mang một vẻ đau thương một vẻ dịu hiền sâu sắc trong đôi mắt có ẩn niềm nhẫn nại và toàn thân con người nói lên nỗi ngao ngán chán trường hình thù như thế tất nhiên là không đẹp nhưng không hiểu sao nó gây cảm tình nó bắt ta phải nhìn phải ngắm chứ không nỡ quay mặt đi vì ở đôi mắt to ươn ướt âu yếm như mắt một con chó ở cặp môi mấp máy như luôn luôn muốn thổ lộ tâm tình ấy có một sức gì quyến rũ chúng ta cụ vitalis hỏi cháu có chắc rằng trong hai tiếng nữa ông chủ sẽ có nhà không thưa cụ chắc lắm hai tiếng nữa là đến giờ ăn mà ngoài ngày ra thì không có ai phân phát bữa ăn đông thế thì nếu ông ấy có về sớm hơn cháu thưa rằng có ông vitalis đến hẹn hai tiếng nữa sẽ trở lại hai tiếng nữa vâng thưa cụ Tôi toàn quay gót đi theo cụ chủ thì cụ cản tôi lại, cháu hãy ở đây, cụ nói, cháu nghỉ ngơi một lát rồi ông trở lại đây. Thấy tôi tỏ vẻ hoảng hốt, cụ nói thêm, cam đoan với cháu là ông sẽ trở lại, dù mệt mỏi, tôi cũng cứ muốn đi theo cụ Vitalis hơn. Nhưng tôi đã quen tuân lệnh khi cụ bảo, nên đành ở lại vậy. Tiếng chân bước nặng nề của cụ Vitalis trên các bậc thang dội lên tới chỗ chúng tôi. Chú bé nghiêng tai về phía cửa nghe ngóng khi không nghe thấy gì nữa, chú quay lại hỏi tôi bằng tiếng Italy, anh là người đồng hương à? Từ khi theo cụ Vitalis, tôi đã học võ vẽ mấy câu Italy gọi là tạm đủ để nghe người ta nói chuyện bằng thứ tiếng ấy. Nhưng nói thì còn tồi lắm nên tôi ít thích dùng. Tôi trả lời bằng tiếng Pháp, không phải. Ồ, chú bé buột miệng kêu lên một tiếng buồn rầu và đôi mắt to của chú nhìn tôi tròng chọc, cũng không sao. Giá anh là người cùng quê thì thích hơn. Cùng quê là quê nào? Luca giá dạ, anh là người luca thì tôi được biết tin tức quê nhà tôi là người pháp a à, thế càng hay anh ưa người pháp hơn người italia à? không tôi nói càng hay không phải vì tôi mà vì anh bởi vì nếu anh là người italy thì anh đến đây chắc là để làm việc với ngài garofoli mà người ta không nói càng hay với những ai định vào làm việc với ông bầu này những lời ấy làm cho tôi không yên tâm tí nào ngài ác lắm hay sao Chú bé không trả lời câu hỏi trực tiếp ấy mà chỉ nhìn tôi, nhưng cái nhìn kia lại có ý nghĩa rõ ràng ghê gớm hơn bao nhiêu lời nói. Rồi như không muốn kéo dài câu chuyện ấy, chú quay lại, đi về phía cái lò sưởi lớn ở cuối phòng. Ở trong lò ấy một bếp lửa lớn nhóm bằng những thanh gỗ giữa nhà đang cháy ngùn ngụt. Trên lửa có một cái nồi gang to đương sôi sùng sục. Đi lại gần lò để sưởi cho ấm, tôi nhận thấy cái nồi kia có những điều đặc biệt mà thoạt đầu tôi không để ý một bên vung dính chặt vào nồi bằng bàn lề và bên kia thì có khóa trên vung có gắn một cái ống nhỏ để cho hơi trong nồi thoát ra thái độ của chú bé đủ làm tôi hiểu rằng tôi không nên hỏi tò mò về ngài garofoli nhưng còn về cái nồi này thì sao tại sao phải khóa nồi lại để tôi khỏi múc nước súp mà ăn tôi có nhiệm vụ nấu súp nhưng ông chủ không tin tôi tôi không giấu nổi một nụ cười anh cười chú bé buồn bã nói tiếp phải rồi anh cười vì anh tưởng tôi tham ăn. Nhưng ở vào cảnh tôi, có lẽ anh cũng sẽ tham ăn không kém. Thực ra thì tôi không phải là một thằng tham ăn mà là một thằng đói giặc. Mùi súp bốc lên từ cái ống này càng làm cho cái dạ dày lép kẹp của tôi cồn cào dữ rồi. Ngài Garofoli để anh chết đói như thế hả? Nếu anh vào làm việc với ngài ấy, thì anh sẽ biết rằng ở đây, người ta không chết đói, người ta chỉ khổ vì đói thôi. Nhất là tôi, vì tôi bị trừng phạt Đúng đấy, tôi có thể kể cho anh nghe chuyện ấy, nếu ngài Garofoli sẽ là chủ anh thì anh có thể lấy câu chuyện của tôi làm gương để giữ mình. Ngài Garofoli là cậu tôi và ngài nuôi tôi làm phúc đấy. Phải nói cho anh biết mẹ tôi là một bà quá và có lẽ anh cũng đoán là bà cũng chẳng giàu có gì. Năm ngoái, khi Garofoli đến vùng tôi tìm trẻ con thì ông ta nói với mẹ tôi để cho ông mang tôi đi. Mẹ tôi không đành lìa tôi, nhưng anh hiểu cho tình thế bắt buộc phải như vậy thì biết làm thế nào khác được tôi nói tình thế bắt buộc bởi vì ở nhà anh em chúng tôi lúc nhúc những sáu đứa mà tôi là lớn garofili thích bắt thằng leonardo hơn thằng em kế tôi ấy bởi vì nó khôi ngô còn tôi thì xấu xí muốn kiếm ra tiền thì không được xấu xí những đứa xấu xí chỉ kiếm ra đòn vọt và những lời chửi rủa mà thôi nhưng mẹ tôi không cho leonardo đi bà nói đặc phải cho một đứa đi thì Mattia là lớn, Mattia phải đi. Chúa Phúc Đức đã chỉ định trước như vậy tôi đâu dám trai y chúa. Thế là tôi theo cậu tôi. Chào ôi, cái cảnh chia ly thật là cay đắng, anh biết chứ, phải rời bỏ ngôi nhà thân yêu, phải xa lìa bà mẹ tôi đang khóc lóc, còn em bé Christina, nó chiều mến tôi hết sức bởi vì nó là út và tôi luôn luôn bồng bế nó trên tay, rồi còn các em khác của tôi, còn các bè bạn còn làng quê. Tôi cũng từng nếm mùi cay đắng của cảnh chia ly và tôi không quên nỗi đau thắt ruột thắt gan khi nhìn thấy lần cuối cùng cây khăn trùm màu trắng của má Barberin. Chú bé Mattia kể tiếp lúc rời khỏi nhà chỉ có mình tôi với Garofoli, nhưng 8 ngày sau, đoàn trẻ con chúng tôi lên đến 12 đứa. Và chúng tôi lên đường đi Pháp. Ôi, con đường mới dài làm sao đối với tôi và các bạn cùng đi. Cả tôi lẫn các bạn đều buồn rười rượi. Nhưng rồi chúng tôi cũng đến Paris. Lúc bấy giờ chúng tôi chỉ còn lại 11 đứa vì một đứa đã nằm lại ở nhà thương đi dông. Đến Paris, ông chủ chọn lọc phân loại chúng tôi ra, đứa khỏe mạnh thì cho đi làm công với thợ lò, hay thợ cả trong nghề nào ống khói. Đứa nào cơ thể yếu chưa làm nghề được thì đi hát rong, đàn rong ngoài phố. Dĩ nhiên là tôi không đủ sức khỏe để làm nghề, và hình như tôi cũng sâu xí si quá, có đi đánh đàn dạo cũng không kiếm được nhiều. Vì vậy Garofoli giao cho tôi hai con chuột bạch để tôi mang đi diễu trước các cửa nhà, trong các lối đi cho người ta xem và định mức cho tôi mỗi ngày là 30 xu. Ngài nói, chiều về, thiếu bao nhiêu xu thì lĩnh bấy nhiêu roi đó. Kiếm cho ra 30 xu thì thật là khổ, nhưng ăn đòn thì lại càng khổ hơn, nhất là ngón đòn do tay Garofoli quật. Bởi vậy tôi dốc hết sức ra để cóp nhặt cho đủ số tiền. Mặc dù khó nhọc, vất vả hết sức, thường thường tôi vẫn không kiếm được đủ số. Các bạn khác hầu như luôn luôn kiếm đủ, tôi thì luôn luôn hụt mức. Cái đó làm cho Garofoli giận dữ, lão kêu, cái thằng ngốc Mattia này, không biết nó làm ăn thế nào ấy. Có một đứa bé khác cũng mang chuột bạch đi diễu như tôi, định mức cho nó đến 40 xu mà chiều nào nó cũng mang về đủ số. Nhiều khi tôi đi cặp kè với nó để xem thử nó làm ăn ra sao, nó khéo léo tài tình hơn tôi ở chỗ nào. Nhờ vậy tôi hiểu tại sao nó kiếm 40 xu dễ dàng, còn tôi chỉ 30 xu mà quá đỗi chật vật. Khi có một ông hay bà sang trọng nào cho tiền chúng tôi thì bao giờ bà ấy cũng nói, cho cái em dễ thương đó, không cho cái thằng ma lem kia đâu. Cái thằng ma lem đó là tôi, tôi không thèm đi cặp với thằng bạn ấy nữa. Về nhà bị đánh đòn thì thật đáng buồn, nhưng ra đường bị người ta nói những câu nhục mạ trước mặt mọi người thì lại càng tội hơn. Anh thì anh không biết cái khổ ấy đâu bởi vì không bao giờ người ta bảo anh là xấu xí, nhưng tôi cuối cùng thấy rằng đánh đập không ăn thua gì, Garofoli bèn dùng một phương pháp khác. Lão nói, từ giờ mà đi, mày đem về thiếu một xu thì tao trừ một củ khoai trong bữa ăn tối, nghe chưa? Già mày già chịu đòn nhưng có lẽ dạ mày non chịu đói, này anh, có khi nào vì bị đe dọa mà anh làm được việc không anh? Ồ, cái đó tùy, tôi thì không bao giờ và lại tôi cũng không thể làm hơn cái mức tôi làm cho đến lúc ấy. Mà khi chia tay ra xin tiền, tôi cũng không thể nói với người khách, nếu ông không cho tôi một xu thì tối nay tôi không có khoai ăn. Những người bỏ tiền ra cho bọn trẻ con thì lại không bỏ ra vì những lý do như thế. Thế thì họ hiểu ra vì lý do gì? Họ cho tiền là để cho mình được vui lòng chứ. Ôi chà, anh còn non trẻ ngây thơ quá. Người ta cho trước hết là để cho vui lòng người ta người ta cũng cho tiền một đứa trẻ vì trông nó xinh xắn dễ thương, và đó là lý do xác đáng nhất. Người ta cho vì nhớ tới đứa con người ta đã bỏ hay nghĩ tới đứa con người ta ước có. Người ta còn cho trẻ con tiền vì người ta mặc ấm, còn nó thì đứng run lập cập dưới cổng một nhà xe, đó là lòng chắc ẩn. Ồ, tôi biết hết những câu chuyện bố thi ấy, tôi đã có đủ thì giờ để nhận xét. Sống cái kiểu luôn luôn bị ăn bớt như thế được năm sáu tuần gì đó thì người tôi gầy rạc. Tôi hóa ra xanh sao vàng võ, xanh đến nỗi quanh tôi người ta cứ nói, coi kìa, cái thằng bé kia nó chết đói đến nơi. Lúc ấy thì sự đau thương đã làm được cái việc mà mặt mày tôi không làm nổi, nó làm cho mắt tôi sáng ngời và người tôi hóa ra đáng được chú ý, người trong khu phố đâm ra thương hại tôi. Cho nên tuy không kiếm được nhiều xu hơn trước là mấy, nhưng tôi lại kiếm được khi thì màu bánh mì, khi thì một đĩa súp. Đó là cái thời sung sướng của tôi tôi không bị ăn đòn nhiều nữa, và dù bữa tối có bị cúp khoai thì cũng không đến nỗi nào, vì bữa trưa tôi đã liếm láp được chút ít ở ngoài phố rồi. Nhưng một hôm, lão Garofoli bắt gặp tôi đương ăn một đĩa súp ở nhà bà hàng rau quả. Lão hiểu vì sao tôi bị cúp khoai mà không thấy kêu rên. Thế là lão quyết định bắt tôi ở nhà nấu súp và dọn dẹp quét tước chứ không được đi ra ngoài nữa. Nhưng nấu súp thì tôi có thể ăn vụng, cho nên lão chế ra kiểu nồi này mỗi buổi sớm trước khi ra đi lão bỏ thịt và rau củ vào nồi đậy vung khóa lại và tôi chỉ có việc đun tôi chỉ hít được mùi nước súp mà thôi còn múc thì anh cũng thấy rằng không thể nào múc qua cái ống ti xiu ấy được tôi mà xanh như tàu lá thế này là từ lúc tôi phải làm bếp đấy mùi súp không nuôi ai được nó chỉ làm cho đói cồn cào lên thế thôi này tôi xanh sao lắm có phải không vì tôi không ra phố nữa cho nên tôi không được nghe người ta bảo cho biết mà ở đây thì không có gương soi. Thuở ấy tôi chưa phải là người từng trải, nhưng tôi biết không nên nói với người ốm rằng họ ốm để họ phải lo sợ. Tôi đã, không, tôi thấy anh cũng thường thôi, chả xanh gì hơn kẻ khác. Tôi biết anh nói thế để an ủi tôi, nhưng càng biết mình xanh sao, tôi càng thấy thú, vì như thế có nghĩa là tôi ốm nặng, mà tôi thì muốn mình ốm hẳn, ốm liệt ra. Tôi sửng sốt nhìn nó thằng bé mỉm cười nói anh không hiểu ý tôi đơn giản lắm hễ mình ốm hẳn thì người ta chạy chữa hoặc người ta bỏ mặc cho chết nếu họ bỏ tôi chết thì xong hết tất cả mọi việc hết khổ vì đói hết khổ vì đòn với lại người ta nói người chết được lên ở trên trời thế thì lúc ấy ở trên trời tôi sẽ nhìn xuống thấy mẹ tôi ở quê nhà ngược lại nếu họ chăm sóc cho tôi thì họ sẽ đưa tôi đi bệnh viện đi bệnh viện thì thích lắm Tôi vốn sợ bệnh viện, sợ một cách tự nhiên, nhiều khi đi đường mệt quá, thấy trong người nao nao khó chịu như sắp ốm thì chỉ cần nghĩ tới bệnh viện là tôi hồi sức, bước đi lên được ngay. Nghe Mattia nói thế, tôi kinh ngạc khôn xiết, nó nói tiếp "Chắc anh không biết ở bệnh viện người ta sung sướng như thế nào. Tôi đã nằm ở bệnh viện Santer Jenny, ở đấy có một ông bác sĩ người cao lớn, tóc vàng, lúc nào cũng có kẹo mạch trong túi áo. Kẹo vụn thôi." kẹo mạch vụn rẻ tiền, nhưng cũng không phải vì vụn mà nó không ngon. Rồi thì các gì phước ấy, họ nói năng với mình dịu ngọt làm sao? Làm thế này con ạ, à, tội nghiệp, con thẻ lưỡi xem sao? Tôi ấy à, tôi chỉ thích người ta nói ngọt với tôi thôi. Nghe những lời dịu ngọt, tôi cảm động đến ứa nước mắt và chính lúc ấy là lúc tôi sung sướng đấy. Ngốc quá, phải không anh? Chỉ vì mẹ tôi luôn luôn dịu ngọt với tôi, các gì Phước cũng dịu ngọt như vậy lời thì khác đấy, nhưng giọng thì chả khác gì, cũng êm như du vậy. Rồi khi bệnh đã đỡ thì có súp ngon và rượu vang nữa. Ở đây, thì tôi bắt đầu thấy kiệt sức vì thiếu ăn, thì tôi thích chí lắm. Tôi tự nhủ, ta sắp ốm rồi và Garofoli sẽ đưa ta đi bệnh viện, ừ phải. Ốm rồi, ốm đủ để thấy đau đớn ê ẩm trong người, nhưng chưa đủ để làm bận lão Garofoli cho nên lão vẫn giữ tôi ở nhà không biết sao mà những người cùng khổ khó chết thế, cũng may là lão chưa mất thói quen phạt đòn tôi cũng như phạt những đứa khác, cho nên cách đây 8 ngày, lão đã nện vào đầu tôi một gậy nên thân. Lần này thì có lẽ chắc chuyện rồi đây, đầu tôi sưng lên, hẳn anh thấy cái u to trắng chợt này đấy chứ, hôm qua lão nói có lẽ đó là một cái bướu, tôi không biết bướu là cái quái gì, nhưng xem cái điệu lão nói thì hình như nặng lắm, hắn biết rằng tôi đau đớn ghê quá tôi thấy nhói tận dưới chân tóc, hơn cả khi đau răng nữa. Đầu tôi nặng như quả tạ trăm cân, có những phút tôi mở mắt, choáng váng người và đêm đến, trong giấc ngủ, tôi không thể không rên, không la. Như vậy tôi tin rằng nội trong vài ba ngày nữa, lão sẽ phải đưa tôi đi bệnh viện. Anh hiểu không, ban đêm mà có một thằng nhãi kêu la thì phiền cho những người khác, mà Garofoli thì lão không thích bị làm phiền đâu. Lão nện tôi cái gậy là phúc quá. Này anh nói thật đi, tôi đã xanh sao lắm chưa? Nói thế rồi đến đứng trước mặt tôi, mắt nó nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi không lý do gì nữa để không nói thật, tuy vậy tôi cũng không dám nói thẳng tuột cái cảm giác khủng khiếp của tôi khi nhìn đôi mắt to sáng như lửa cháy, hai má sâu lõm và cặp môi nhợt nhạt của nó. Tôi thấy anh ốm như thế là đáng đi bệnh viện rồi đấy. Có thế chứ, nó quỳ cây chân mà nó thường kéo lê xuống, nghiêng mình chào tôi. Rồi tức thời sau đó nó chạy đến bàn ăn, bắt đầu lau chùi. Nói chuyện thế đủ rồi. Nó nói, Garofoli sắp về, không khéo thì chưa xong đâu vào đâu cả. Anh cho rằng tôi đã nhận đủ số đòn vọt để vào bệnh viện thì có nhặt thêm ít nữa cũng không ít gì, hoài của đi thôi, có phải không anh? Ấy bây giờ tôi cảm thấy đau đớn hơn mấy tháng trước nhiều. Những ai nói rằng việc gì rồi cũng quen đi cả là những người nhân từ, họ muốn vỗ về ăn ủi kẻ khổ thôi chú bé vừa nói chuyện vừa chân cao chân thấp đi khập khiễng quanh bàn để xếp đĩa và thìa, nĩa. Tôi đếm thấy 20 cây đĩa, thế có nghĩa là Garofoli cai quản 20 đứa trẻ. Nhưng giường chỉ có 12 chiếc, chắc là hai đứa ngủ một giường. Giường mới khổ làm sao, không có vải phủ giường, chỉ có những chiếc chăn màu hung hung, có lẽ mua lại ở một chuồng ngựa nào đó, khi nó đã quá sờn, đắp cho ngựa không đủ ấm nữa. Tôi kinh hãi hỏi Mattia, ở đâu đâu cũng đều thế cả, đâu đâu là đâu chứ, ở đâu mà có những ông bầu mướn trẻ con như thế này ấy. Tôi biết đâu đấy, tôi chưa hề đi chỗ nào khác, còn anh thì cố gắng tìm chỗ khác đi, chỗ nào bây giờ, tôi không biết, ở đâu cũng được, cũng còn khá hơn ở đây. Ở đâu cũng được, thì mơ hồ quá, và lại tôi biết làm thế nào để thay đổi ý định của cụ Vitalis. Tôi đừng nghĩ ngợi lung tung, chưa tìm ra kế gì hết thì cánh cửa bật mở rồi một chú bé bước vào. Một tay chú cắp cây vĩ cầm, tay kia chú bê một khúc gỗ giữa nhà to tướng. Khúc này giống những khúc trộm vào lò bếp, nhìn thấy khúc gỗ, tôi biết Garofoli lấy củi ở đâu và tiêu tốn gì về khoản ấy. Mattia đón chú bé, bảo đưa khúc gỗ cho tao, chú này đã không đưa củi, lại còn giấu sau lưng. Chú nói, ồ, không đâu, đưa đây. Để đun nồi súp cho thật như ngon hơn, mày tưởng tao mang về để đun súp đấy à? Tao làm chỉ được có 36 xu. Tao trông vào khúc củi này để lão Garofoli nhẹ tay phần nào trong khi hỏi tội tao về khoản 4 xu thiếu hụt. Chả có củi cành nào mà đỡ được. Mày phải trả bằng đòn thôi. Hết phiên thằng này đến phiên thằng khác, Mattia có vẻ rất ác ý khi nói mấy câu ấy, tưởng như nó lấy làm thích chí về cái hình phạt đương chờ bạn nó tôi lấy làm ngạc nhiên về cái nét đanh ác thoáng hiện trên gương mặt hiền hậu đó. Sau này tôi mới biết rằng sống chung với người độc ác lâu ngày thì người ta cũng có thể hóa nên tàn nhẫn. Giờ này là giờ tề tựu của lũ trẻ nhà Garofoli. Sau đứa bé bê củi, một đứa khác về và sau đó là 10 thằng khác. Mỗi đứa vào phòng đều mang theo nhạc cụ của mình đến treo ở một cây đanh đóng lên tường. Phía trên giường nằm, thằng này thì cái vĩ cầm, thằng kia cái thụ cầm, thằng nọ cái ống sáo hay cái kèn bị, 16, những đứa chỉ mang thú đi diễn chứ không phải là nhạc sĩ thì dúi những con chuột túi, chuột bạch vào trong một cái lồng, có tiếng chân nặng hơn đi lên thang gác, Linh tình báo cho tôi biết đó là Garofoli, một người đi vào, người ấy lùn thấp bước đi loạn choạng, vẻ mặt hốc hác. Hắn không mặc quần áo kiểu Italy, hắn mặc một cái áo bành tô sáng. Cái nhìn đầu tiên của hắn hướng về phía tôi một cái nhìn làm cho tôi thấy lạnh gáy. Hắn hỏi, cây thằng nhãi này ở đâu ra? Mattia vội vàng lễ phép thưa với hắn những điều cụ Vitalis dặn. Hắn hỏi, à, Vitalis đến Paris, lão ấy tìm tao làm gì? Cháu không biết, Mattia đáp, tao không hỏi mày, tao hỏi thằng kia, tôi không dám nói thật. Tôi bảo, cụ chủ tôi sắp đến, cụ sẽ tự nói cho ông biết cụ muốn gì, thằng bé này ăn nói kiêng rè đấy. Mày là người Italy phòng, không, Tôi là người Pháp, khi Garofoli vừa vào phòng thì có hai đứa bé đến đứng ngay bên cạnh, chờ cho hắn ngừng nói. Chúng nó muốn gì với lão chủ? Tôi tò mò tự hỏi như vậy và được giải đáp ngay sau đó. Một thằng cất cái mũ giả trên đầu Garofoli rồi đem lại để nhẹ nhàng trên giường, thằng kia vội vã mang ghế đến cho lão. Chúng nó làm những việc thông thường ấy một cách quá nghiêm trang, tính cẩn, khiến cho người ta tưởng đó là hai chú hầu hương đương thành kính giúp linh mục hành lễ. Qua những việc ấy, tôi thấy các chú bé sợ Garofoli đến chừng nào. Bởi vì chắc chắn là chúng nó làm thế không phải vì chiều mến. Khi Garofoli vừa ngồi xuống thì một chú bé khác nhanh nhẹn mang lại cho hắn một chiếc tàu lèn đầy thuốc lá, đồng thời một chú thứ tư đánh diêm đưa cho hắn. Hắn cầm que diêm vừa dí lên miệng ống điếu thì thét sặc mùi lưu hoàng, đồ chó chết, và vứt ngay que diêm vào lò bếp. Chú bé có tội vội vã chuộc lỗi, chú đánh một que khác, chờ cho nó cháy khá lâu mới dâng cho chủ. Nhưng lão chủ không cầm, lão nói, không cần mày, thằng ngu, và lão đẩy mạnh nó ra. Rồi lão quay lại một thằng bé khác, mỉm cười với nó. Nụ cười ấy chắc là một ân huệ đặc biệt. Diêm đây, Ricardo, bé yêu, bé yêu vội vàng tuân lệnh. Khi Garofoli đã ngồi yên và tẩu của lão muốn cháy thì lão phán, các chú tiền đồng của ta ơi, bây giờ thì ta tính toán thôi nhé. Mattia mang sổ ra đây. Garofoli hả cố mở miệng là vì lão phục đức mà thôi, chứ có cần gì lão phải nói. Lũ trẻ cứ chằm chằm dình những ý muốn của lão, đến nỗi trông đoán được hết trước khi lão lên tiếng. Lão chưa hỏi dứt câu thì Mattia đã đặt ra trước mặt lão một quyển sổ nhỏ đầy ghét bần. Lão ra hiệu, tức thời thằng bé đưa diêm chưa hết mùi lưu hoàng lúc nãy tiến lại gần. Mày còn thiếu tao một xu hôm qua, mày hứa hôm nay sẽ trả bù. Thế mày mang về bao nhiêu? chú bé ấp úng một lúc lâu, mặt chú tái mét lại, chú nói, cháu thiếu một xu, à, mày vẫn thiếu đồng xu ấy, thế mà mày cứ nhơn nhờn như không vậy. Không phải đồng xu hôm qua, cháu nói một đồng xu về khoản hôm nay, thế là hai xu phải không? Mày biết không, tao chưa thấy ai như mày, không phải lỗi tại cháu, đừng giả ngây giả dại nữa. Mày biết cái lệ rồi, cởi áo ra, hai roi về đồng xu hôm qua, hai roi về đồng xu hôm nay ngoài ra cúp khoai về cái tội táo tợn của mày ricardo bé yêu con ngoan lắm con đáng được thưởng cái trò giải trí này lấy roi đây ricardo là đứa trẻ đã vội vã mang que diêm vừa ý đến cho lão lúc nãy nó với lấy cái roi treo trên vách một cái roi ngắn có dính hai băng da thắt nhiều nút lớn trong lúc đó chú bé thiếu một xu cởi áo ngoài và chật sơ mi ra để mình trần từ vai đến thắt lưng Garofoli mịp cười nham hiểm, nói, hãy đợi chút, có lẽ mày không bị lẻ loi đâu. Cái gì mà có đôi có bạn thì cũng thú cả. Với lại Ricardo cũng khỏi nhọc công làm việc nhiều lần, bọn trẻ đứng yên lặng trước mặt ông chủ, nghe câu bông đùa tàn nhẫn ấy thì phá lên cười một lượt. Tiếng cười thật gượng gạo, Garofoli nói, đứa nào cười to nhất, chắc đứa ấy thiếu nhiều nhất. Đứa nào cười to dữ vậy? tất cả đều chỉ đứa bé mang khúc củi gỗ đã về trước tiên. Garofoli hỏi, này thằng kia, mày thiếu bao nhiêu, không phải lỗi tại cháu, từ nay đứa nào trả lời, không phải lỗi tại cháu, sẽ được ăn thêm một hèo ngoài số mà nó có quyền được hưởng. Mày hụt bao nhiêu, cháu mang về một khúc củi, khúc củi to tướng kia. Ừ, cũng không phải là tôi, nhưng mày thử mang lại thằng cha bán bánh mì, bảo nó đổi bánh cho mày, xem nó có đổi không mày thiếu mấy xu, thế nào, nói đi chứ, cháu kiếm được 36 xu, mày thiếu 4 xu, thằng khốn nạn, thằng chết vong. Những 4 xu, thế mà mày còn dám dẫn xác về đây, dám nhìn mặt tao. Ricardo, bé yêu, con tốt phúc lắm, con sẽ được giải trí ra trò, cởi áo ra, còn khúc củi, cho mày để sơi chưa. Câu khôi hài ngu xuẩn ấy làm cho tất cả đám trẻ không bị phạt cười rộ lên trong lúc Garofoli tra hỏi thằng bé ấy thì có độ chục đứa khác về. Chúng lần lượt báo cáo khoản thu nhập của chúng, ngoài hai đứa bị xử phạt roi vừa rồi, có ba đứa nữa hụt mức. Garofoli dên rỉ kêu lên, chúng nó là năm thằng cướp, nó cướp của tôi, nó phá nhà tôi. Ấy, rộng lượng quá thì như thế đấy, thử hỏi bọn mày. Tao làm thế nào mà mua được thịt ngon khoai bờ cho chúng mày ăn nếu chúng mày không chịu làm việc? Bọn mày chỉ thích rong chơi đáng lẽ phải đi khóc lóc với những khách cả tin thì bọn mày lại thích cười cợt với nhau hơn chúng mày tưởng vờ khóc trong khi chìa tay ra xin tiền thì không bằng khóc thực sự khi đưa lưng ra chịu đòn hay sao thôi bỏ áo ra ricardo cầm roi trong tay còn năm tội nhân thì được xếp hàng bên cạnh garofoli nói con biết chứ ricardo ta không nhìn con vì những hình phạt ấy làm cho ta đau lòng ta không nhìn con nhưng ta nghe con nghe tiếng roi vút ta biết được ngọn roi quật mạnh hay yếu. Bé yêu ơi, hãy rắn sức mà vụt, con làm việc vì miếng ăn của con đấy. Nói xong, hắn quay mặt vào lò sưởi, làm như không thể nhìn được cái ngục ấy. Còn tôi, bị bỏ quên trong một xó, tôi dùng mình vì căm phẫn và cũng vì ghê sợ. Con người ấy sẽ là chủ của tôi ư, hắn sẽ tự định mức cho tôi 30 hay 40 xu. Nếu tôi không mang về đủ số thì tôi phải đưa lưng cho thằng Rick Cardo vụt. Ôi! đến bây giờ tôi mới hiểu tại sao thằng mattia nói đến chuyện chết một cách bình tĩnh như thế không những bình tĩnh mà lại còn ao ước thầm nữa kia tiếng roi đầu tiên đét lên da thịt làm cho tôi trào nước mắt tôi tưởng người ta không để ý đến tôi nên tôi không giữ gìn nhưng tôi nhầm garofoli vẫn liếc mắt nhìn trộm tôi lát sau khi hắn nói về tôi tôi mới biết hắn đưa một ngón tay chỉ tôi nói thằng bé này tốt bụng hắn không như lũ kẻ cướp chúng bay, cứ cười đùa trên nước mắt của bạn, cười cả trên sự buồn phiền của tao. Ước gì nó là bạn của chúng mày để làm gương cho chúng mày thì tốt quá. Là bạn của chúng mày, mấy tim ấy làm cho toàn thân tôi run lẩy bẩy. Đến roi thứ hai, nạn nhân kêu lên một tiếng thê thảm, roi thứ ba, tiếng thét của nó xé ruột xé gan. Garofili đưa tay lên, tức thời Ricardo dừng tay lại, ngọn roi vẫn dơ cao. Tôi tưởng thằng chủ muốn tha nhưng không phải hắn vẫn ngọt ngào nói với nạn nhân của hắn mày hẳn biết những tiếng kêu rên làm cho tao đau ruột chừng nào roi xé ra mày nhưng tiếng thét thì xé lòng tao mày cũng biết chứ vậy tao báo cho mày biết thét mỗi tiếng thì tao thêm một roi và đó là lỗi tại mày liệu đừng làm tao ốm vì buồn nếu mày có một chút tình thương một chút lòng biết ơn đối với tao thì mày cắn răng ngậm miệng mà chịu nào Ricardo, Ricardo vung tay và hai cái băng da lại quật xuống lưng thằng bé khốn khổ. Nó kêu, "Mẹ ơi, mẹ, mày sao tôi không phải chứng kiến nhiều hơn nữa?" Vì lúc ấy cụ Vitalis đẩy cửa bước vào. Tiếng kêu thét vọng xuống thang gác đã mách cho cụ biết cái gì, nên thoáng nhìn, cụ đã hiểu hết. Cụ xông đến giật ngọn roi trên tay thằng Ricardo, rồi quay phát lại Garofoli, cụ khoanh tay đứng sừng sững trước mặt hắn mọi việc xảy ra như chớp nhoáng, làm cho Garofoli sững sờ. Nhưng sau đó, hắn chân tĩnh, lấy lại nụ cười ngọt xớt thường lệ, mà nói, cụ thấy có gớm không? Cái thằng bé rõ ác, thật là một sự nhục nhã, cụ Vitalis thét, ấy tôi cũng bảo thế, thôi đừng có nhăn nhó vờ vịt nữa, cụ chủ tôi dằn mạnh, anh thừa biết là tôi không nói với thằng bé ấy, mà nói với anh. Ừ, giày vò hành hạ một lũ trẻ bất lực như thế này thì quả là nhục nhã hèn nhát. Garofoli đổi giọng, ông già điên rồi kìa, việc gì đến ông, đến lắm chứ, đến cả sở cảnh sát nữa chứ lì. Cảnh sát, Garofoli thét lớn và đứng dậy, ông, ông đòi đưa tôi ra cảnh sát à? Ừ, ta ấy, cụ chủ tôi trả lời, sự giận dữ của tên bầu không làm ông chủ lùi bước. Thằng Garofoli dịu giọng và mỉa mai, này cụ Vitalis đừng có lên mặt ham dọa phát giác tôi, tôi cũng có chuyện để phát giác. Rồi xem ai sẽ nhọc lòng nào. Tất nhiên là tôi không đi báo với cảnh sát, công việc của cụ không liên quan gì đến sở cảnh sát. Nhưng có những người khác người ta chú ý, nếu tôi chỉ đến mách với họ cái điều tôi biết, nếu tôi chỉ nói ra một cái tên, một cái tên thôi, thì ai sẽ phải tìm chỗ chôn vùi sự nhục nhã của mình nhỉ? Cụ chủ tôi lặng người một lúc, không trả lời. Cụ cũng có làm một chuyện nhục nhã ư? Ừ, tôi sững sốt, Tôi chưa hết kinh ngạc về những câu kỳ quái của thằng Garofoli thì cụ đã nắm tay tôi, đi theo ông, cụ nói thế rồi lôi tôi theo ra phía cửa. Thằng Garofoli vừa cười vừa nói, này, này, bỏ qua đi thôi cụ nhé, cụ định đến nói với tôi việc gì nào? Ta không có gì nói với anh nữa, và, không thêm một tiếng, không ngoảnh lại, cụ đi xuống thang gác, tay vẫn rất tay tôi. Tôi bước theo cụ, người thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng thế là tôi thoát cái nạn thằng garofoli tôi muốn ôm hôn cụ vitalis nhưng không dám